Con chưa về mà mẹ. Hello bác chị, cả nhà vào chia sẻ bài cho em nha. Tranh thủ lên một nốt. Chào Hà nhá. Chào các chị yêu nha. Tú ơi, hôm nay đang gọi thì chị máy chị bị tắt đi, chưa gọi lại cho em được. Đây đang gọi thì có cuộc gọi đến, lúc này chị nghe thế là tự nó tắt video luôn. Hello các tình yêu. Đây hay cả ngày hôm nay mình lên được đây. Chào Hương nhá. Ừ, đây cả ngày chỉ toàn nghe điện thoại thôi, bây giờ mới lên được đây Hà ơi. Em chào chị Đại nha. Chào các chị nha. Cả nhà vào đi. Cả nhà vào đi, chia sẻ bài cho em đi. Chào Thảo nhá. Chào các chị nhá. Áo này còn ít thôi nên là còn mấy cái nên em like nốt nhá. Mỗi người cho em xin một chia sẻ nhá. Mỗi người cho em xin một chia sẻ. Váy gì Hương ơi? Váy gì? Váy nào nhờ Hương? Hello. Hương ơi, ở đây xem nào. Cả nhà ơi chia sẻ bài hộ em ấy. Có size S đây chị Triệu Tươi ơi. Cái này em có size S luôn nha. À, nó không phải là size S mà nó của nó là XL là bé nhất chị ạ. 1X, 2X và 3X. 1X, 2X và 3X nhá. À, chân váy chưa? Hương ơi, chân váy chưa? Chân váy của chị mà Hương. Chân váy này là chân váy của chị. Chào chị Mai Ngọc nhá. Có phao ngắn không bạn? Có phao ngắn nhưng mà toàn size to thôi chị yêu ơi, size từ 5-7 cân trở lên cơ. Em còn ít phao này này, hàng hàng đẹp lắm các chị ạ, phao ngắn đẹp lắm nhá. Có size cho các chị từ 50 cân trở. Em chào chị Hương nhá. À, chị Yến ơi, à chị Triệu Tươi ơi, chị bao nhiêu cân? Cái phong này bé lắm. Phong này bé lắm chị mặc được đấy. Ồ 40 cân thì không vừa đâu. 40 cân không vừa đâu. Cái này của em là từ 50 cân đổ lại này, 50 cân đổ lại. Và size to là từ 52 đến 55 cân. Size to là từ 52 đến 55 cân nhá. Hello cả nhà nhá. 420k các chị ơi, 420k nha. Ai lấy thì chốt của em, cam cộng số điện thoại nha. Cam cộng số điện thoại cho các chị yêu nha. 420k một cái. Có size XL và size 2X nhá. 420k nha Linh Bùi ơi. XL và 2X, hàng này trần trong trần ngoài mặc thích cực kỳ luôn, ấm lắm các chị ạ. Trần trong trần ngoài này. 420k nha. 420k có màu này và màu tím cẩm. 1X và 2X. 1X và 2X, 420k các chị yêu ơi, em chỉ còn có mấy cái thôi. Em chỉ còn có mấy cái thôi ạ. Đây này, túi của nó rất là đẹp luôn này các chị này. Đây. Cái này thì cực kỳ ấm luôn nhá. Size này là size bé tầm 5 bao nhiêu cân nhỉ? Size này từ khoảng từ 50 cân, 51 cân đi. 47 đến 51 cân nhá, và size 2X của nó là từ 52 cân đến 55 cân. Cái con này bé nhỉ. 52 đến 55 cân. Em 47 cân em còn ghim giá à Hà ơi. Ờ để tớ ghim giá lên nhá. Tại vì còn có mấy cái thôi, còn có 4 5 cái. Tớ ghim giá lên cho mọi người khỏi phải hỏi. Chào Mimi nha. Chào Mi nha, chào Su nha. Áo phao này 420k nhá. 420k nhá các tình yêu ơi. Đây. Em có size nhá, chị yêu nào lấy size nào thì báo cân nặng cho em để em chốt size cho nhá. Màu cam đất này các chị này. Đây là màu cam đất nhá. Màu cam đất nha. 420k đẹp lắm các tình yêu ơi, đẹp lắm. Mà mặc cực kỳ ấm luôn đấy. Hàng này hàng trần trong trần ngoài. Có size 1X và 2X các chị nhá. Cái này có size vào 1X và 2X cho các chị tầm đây này. Như em này 45 cân trở lên. 45 46 cân trở lên đến tầm 55 cân thôi. Cái đốt nào ạ? Đây, bao đẹp cho các chị luôn, form dáng đây nhá. Mũ này tháo rời được nhá các tình yêu nhá. Tháo rời được này. Đằng sau đây này.
xem sao ngắn đi bạn. Ok, đợi chút nha chị ơi. 420k một cái tình yêu ạ. 420k một cái nhá. Em ghim giá trên màn hình đấy chị Tuyến ơi. Em ghim giá trên màn hình đấy. Cái này thì dành cho các chị nào bé bé cũng mặc được này. Đúng lắm các chị ạ, nóng lắm. Thì luôn mặc áo phao giờ này rất là nóng luôn. Đấy. Có hai màu nhá. Em giơ cái màu tím cẩm cho các chị xem nhá. Hai ít tầm bao nhiêu cân vừa vậy? Đây, hai ít của em đây. Hai ít này á, để em... Hai ít tầm 55 cân đổ lại cho chị yêu nhá. Hai ít tầm 55 cân đổ lại mặc vừa. Hai ít cho các chị từ 52 đến 55 cân thôi. 52 đến 55 cân thôi. Còn 1X của em là từ tầm từ 51 cân đổ lại. 51 cân đổ lại mặc vừa luôn nhá. 48 cân mặc size 1X này Mai Lan ơi. 54 cân mặc 2X cho em nhá. 48 cân mặc 1X mà 54 cân mặc 2X cho em. Cái này cực kỳ ấm luôn mà túi của nó túi sọc thẳng như thế này này các chị ạ. Đấy, túi thẳng xuống như thế này nhá. Đấy, chị thấy chưa? 1X và 2X nhá. Tình yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng cân nặng cộng số điện thoại cho em. 420k nhá Hồng ơi. Áo chị đang mặc ở 420k nhá. Bên trong các chị thấy chưa, trần trong trần ngoài như thế này. Màu này là màu cam đất này. Bên ngoài màu nó hơi trầm một chút nha. Chị ơi mặc được mà chị. Chị 52 cân 1m50 thì mặc được chị yêu ạ. À, em thử cái 2X này xem nó có rộng lắm không. Chị Kim Tuyến ơi mặc đẹp đấy chị ạ. Nó không phải dáng quá dài đâu. Nên là mình có thể mặc được tình yêu ạ. Cân 1m50 chị mặc 2X cho em đi. 2X từ 52 cân này. 52 đến tầm 55 cân thôi. Lúc anh ấy ra thôi, còn về nhà chị mới được mặc thử. Bởi vì lúc ấy anh có em ơi, có nhá Nguyễn Ngọc Huyền nhá. Chị có áo đây này 2X của em. À đây cũng là XL. Đây là XL màu tím cẩm này các chị ạ. À. Màu tím cẩm nhá. Đây là size XL màu tím cẩm nhá. Đấy. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em. Form này nó eo đẹp lắm các chị ạ. À. Form này eo rất là đẹp luôn. Các chị thấy chưa? Đấy. 52 cân để xem mặc cái 2X kia là có. Trẻ con nhà chị hết hàng rồi à? Linh Đan ơi, chị hết rồi. Không cho chị tưởng là chị báo em thôi chứ nhỉ? Đấy, 2X của em này này. 2X của em này là 50 cân thôi. 50 cân đến khoảng tầm 54, 55 cân thôi các chị ạ. 50 cân, 51 cân đi. Đến 54, 55 cân. Còn cái 1X là từ 46, 47 cân. 46, 47, 45 cân như em mặc vừa lại. 45 cân đến 50 cân nhá. Nó là size nhỏ hơn đấy, nên là chị yêu là bé bé thì có thể bon chen được cái này đấy. Màu rêu á, cái này không có màu rêu em ơi, cái này không có màu rêu nhá. Cái này của chị chỉ có cam đất và màu tím thôi, màu tím cẩm thôi, đây này. Cam đất và tím cẩm thôi nhá. Ai lấy màu nào thì chốt màu của số điện thoại cho em nhá. Màu rêu thì kiểu khác thôi Hương ơi. Màu rêu không có kiểu này đâu. Màu rêu không có kiểu này đâu nhá. 420k Mai Thảo ơi. Các chị mượn điện thoại của chị ấy. 420k nhá các tình yêu nhá. 420k trần trong trần ngoài đẹp và cực kỳ ấm luôn các chị ạ. Ấm lắm ấy. Ok chị. Đây.
lại tháo cái đấy ra, ở đâu ấy? Con thấy trên bàn này. Các chị ơi, form này đẹp lắm, nó nhỏ hơn các cái form kia. Chị cho em xem áo dáng dài 56 cân mặc đi chị. Áo dáng dài 56 cân á, ok em nha, cao 1m bao nhiêu em yêu ơi? Em thích màu gì? 56 cân dáng dài đây, hàng này cũng là 450k nhá. Áo quên, 420k, chị bằng màu rêu nhá. Mặc màu rêu cho em xem nhá. Đây 56 cân mặc cái size này luôn này, mình mặc được rộng này. Hương ơi chị lấy cái gì ạ? Chị Hương ơi chị lấy cái gì đấy? Đây màu rêu nhỉ? Hương Nguyễn này. Hương ơi lấy cái gì đấy chị yêu ơi? Chị yêu lấy cái gì nào? Chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cân nặng cộng số điện thoại nhá chị Hương ơi. Chị lấy cái gì nhỉ? Màu rêu đây. Màu rêu đây nhá. Màu rêu này cho các chị từ 50 cân đến khoảng 56 cân. 50 cân đến 56 cân. Hương ơi chị cho điện thoại chị lấy cái gì đấy để em chốt hàng cho chị. Cái này không có vàng với đỏ đâu Thảo ơi. 1m55 thì mặc cái size này luôn nhá. Em nha, 1m55 mặc cái size này luôn. Hàng 1X luôn nhá. Màu rêu đây. Cái này có rêu này, đen này và cam đất. Rêu đen và cam đất nhá. Rêu đen và cam đất. Hương ơi, chị cho em số điện thoại là chị lấy cái gì đấy để em chốt hàng cho chị. 420k nhá các tình yêu nhá. Áo rêu không, chị không có khóa đâu. Áo phao em đang mặc 56 cân. Áo phao em đang mặc 56 cân á. Là cái áo phao màu cam đất hả chị yêu? Chị cao 1m bao nhiêu ạ? Áo phao màu cam đất 56 cân ạ. Cái màu rêu này có size 60 cân nhá. Hai cái không được free ship đâu chị ơi. Không áo khoác trẻ em, hai cái chỉ mất 30k tiền ship nha các chị nhá. Hai cái chỉ có 30k tiền ship thôi. Đây này, hàng phao lông vũ trần trong trần ngoài này các chị này. Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn nhá. Đấy. Hai cái túi khác nhau nhá. Cái này túi viền đen này, còn cái túi này là túi chéo này. Túi này là túi sọc tay xuống như thế này nhá. Sai chưa? Hương ơi, chị lấy kiểu nào? 56 cân lấy màu gì? Màu em đang mặc là màu rêu hay màu cam đất? 56 cân chị Ngọc có hai màu luôn. Chị Đoàn Hà lấy cái màu rêu bao nhiêu cân ạ? 47 cân có cái cam đất này này. Chị Ngọc Huệ ơi, 47 cân em có cam đất này. Cam đất và màu tím cẩm đây này. Cam đất và tím cẩm nhá Ngọc Huệ nhá. 47 cân hai cái này chị mặc vừa luôn. Cam đất và tím cẩm tất cả đồng giá là 420k nhá. Chị Đoàn Hà lấy cái màu rêu cho bao nhiêu cân để em chốt cho chị ạ? Chị cho em cân nặng cộng số điện thoại đi chị yêu ơi. Cân nặng cộng số điện thoại đi ạ. Đây này, 420k các chị nhá. Màu rêu cao 1m6 em nhé. Màu rêu cao 1m6. Ok nhá. Màu rêu là cái em đang mặc nhá chị Hương nhá. Hương Nguyễn này, màu rêu cao 1m6 này. Hương Nguyễn là màu rêu cao 1m6. Ok chị yêu luôn, cái em đang mặc luôn nhá. Xem cho chị là 1X không? Ok chị Hương nhá. Muốn chốt hai cái đấy thì chốt nhá. Chị ơi, ôi thì em đổi một ít cho chị. Hai cái thì chị thích màu nào, kiểu nào thì em chốt cho chị ạ. Màu rêu em đang mặc nhá chị Hương nhá. 56 cân 1m6 vừa luôn. Ok chị nhá, em chốt hàng cho chị rồi. Màu rêu là túi như thế này nhá các chị nhá. Màu rêu là túi như thế này. Không có áo khoác trẻ con đâu. 47 cân không có màu rêu đâu ạ. 68 cân không có đâu chị yêu ơi. Em chỉ còn size đến 65 cân thôi nhá. 68 cân không còn size đâu nhá. 58 ký có nhá Đoàn Hà nhá. 58 cân có, chị cho em xin số điện thoại với. Em lấy hai áo có được. Em ơi, hai cái áo cũng chỉ mất có 30k tiền ship thôi các tình yêu ơi. Chị Đoàn Hà này. Màu rêu cho 58 cân, cho em xin số điện thoại đi. Màu rêu 58 cân là hàng 2X nhá. Em ơi chị Hương kia lấy 1X cho nhá. Đoàn Hà này. 2X 58 cân này, các chị ơi. Cho em xin số điện thoại đi Đoàn Hà ơi. Kiểu này á, cái kiểu kia 56 cân thì em sợ hơi kích đấy. Kiểu này là chị cho em là mã 03 nhá. 03 cộng số điện thoại nhá. Cái này là 03 nhá.
Cái này thì chị chỉ cần chốt cho em là hàng này là hàng ấy này. Rêu hoặc tím cam hoặc tím cẩm này, chị yêu ạ. Màu rêu cao 1m6 nặng 50 cân mặc vừa luôn Hiền Thu nhá. 60 cân có vừa nhá. 60 cân vừa nhá các chị yêu ơi. 60 cân vừa. Chị Hương ơi cho sai số điện thoại rồi chị yêu ơi. Chị Hương cho sai số điện thoại rồi nhá. Đoàn Hà có chốt thì cho em xin số điện thoại này. Em có rêu đen và tím cẩm. Rêu đen và tím cẩm. Riêng cái màu em mặc này là rêu đen và tím cẩm nhá. À, rêu đen và cam đất em nhầm. Chào em yêu, chị nhận được áo vào bộ rồi, chất siêu đẹp. Em cảm ơn Thảo Linh nhá. Ôi trời ơi, nhận được nhanh thế chị nhở. 03 có loại 45 cân không có Lan Trinh ơi. 03 45 cân chị chốt kiểu này cho em đi. Em 45 cân em mặc vừa kiểu này luôn đấy. 45 cân này này các chị yêu này, mặc kiểu này cho anh em nhá. Đây Hương ơi, chân sát màn hình đây nó là hàng lông vũ siêu nhẹ luôn mà. Lông vũ siêu nhẹ luôn nhá. Hương Nguyễn à? Hay quen hết à? Chị Hương cho em sai số điện thoại rồi nhá. Chị Hương ơi, cho em xin lại số điện thoại đi tình yêu ơi. Đoàn Hà chốt hàng thì phải cho em xin số điện thoại nhá. Áo chị đang mặc có rêu đen và cam đất. Rêu đen và cam đất. Chị yêu là 45 cân thì mặc cái này cho em này, 45 50 cân. Đấy cứ tầm 45 47 cân thì vừa cái này nhá. Em thử sang kiểu khác nhá. Em thử sang kiểu khác nhá. Phương cho lại số điện thoại rồi. 0912 Đây này các chị ơi, màu này này. À hôm nay em chưa về. Hôm nay chưa về chị yêu ơi. Thảo Linh nhận được hàng rồi kìa, vừa khen chất đẹp kìa. Ôi đủ nhanh nhở. Thảo Linh nhanh hết rồi, chị đã nhận được hàng rồi. Thao ngắn có nhá, đợi em chút nhá. Đây đây là màu cam này. Hàng này là hàng lông chim nhá, đằng sau là có cái lá này này. Đây phao lá nhá. Phao lá cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. 62 cân thì vừa hàng trơn kia thôi chị ơi. Chất mềm luôn, chất phao mềm, hàng lông cũng mềm luôn chị Quế nhá. Chị Lương Lị Loan ơi, 62 cân em có rêu đen cam nhưng là kiểu kia nhá. Kiểu này em chỉ còn có sai cho các chị từ 54 cân đổ lại thôi. 54 cân đổ lại thôi ạ. Đây ạ. Không có đâu. Chất mềm mà chị yêu ơi, chất mềm lắm. Chất mềm lắm ạ. Đây, ai lấy cái này thì chốt em này. Phao này, phao lá cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. Phao lá cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. Hàng này từ 45 cân trở lên mặc vừa luôn. Hàng này từ 45 cân trở lên mặc vừa luôn. Trời ơi, nóng quá các chị ơi. Nóng lắm ấy. Màu rêu 03 50 cân 1m60. Ok Hiền Thu này. Màu rêu 03 50 cân. Ok chị Hiền Thu này, màu rêu 01 khu phố 1. Đấy. Có gì ạ? Gò ra. Em cho Hiền Thu rồi nhá. Em cho Hiền Thu màu rêu 03 nặng 50 cân 1m6 rồi nhá. Ok tình yêu luôn nhá. 50 cân 1m6. Màu cam đất này, hàng phao lá nhé các chị nhá. Chốt cho em phao lá cộng màu cộng số điện thoại cho em ạ. Phao lá cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. Chị yêu là lấy cái gì chốt màu cộng số điện thoại cho em ạ. 58 cân 1m54. Mặc cái này đi bạn ơi. À quên, mặc cái trơn nhá. 58 cân 1m54 cái trơn đủ 3 màu luôn chị nhá. Chị ơi, 58 cân mặc kiểu trơn này cho em nhá. Có rêu cam và đen ạ. Rêu cam và đen. Em lấy một áo màu rêu, một áo màu cam hoặc tím cho em xem lại màu tím 55 cân. Cho màu tím đây, màu tím cẩm đây em yêu. 420. Màu tím cẩm đây nhá. Em ơi màu tím cẩm đây nhá. Đấy, em thích lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho chị. Chị Thảo Linh ơi, cái màu cam này có size 40 cân, 45 cân đấy chị yêu. Có size 45 cân mặc vừa luôn đấy Thảo Linh này. Cái này có size đấy Thảo Linh ạ. Hương ơi, Hương màu rêu này, màu tím cẩm này, chị cho em xin số điện thoại đi, 55 cân. Cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Dạ 420k. Ship 30k nha các chị ơi. Ship 30k nha. Hương Hương có lấy thì cho em xin lại số điện thoại nào. Chốt hai cái cho em xin lại số điện thoại nào chị yêu ơi. Cái này 45 cân vừa cái này luôn này các chị này. 45 46 cân vừa luôn nhá. Cái này là
là 420k các chị ơi. Áo rêu là 412, hàng này hàng 03 nhá. Cái mã này là mã 03 này. Cái này 02 này. Ok, Thảo Linh lấy màu cam đi. Màu cam thì như là em còn một cái. Thôi. Thảo Linh ơi, màu cam size 1X cho em xin lời số điện thoại đi chị yêu ơi. Màu cam hình như còn một cái mất tích. Đây là màu cam. Màu cam đang mặc còn đúng một cái luôn đấy chị yêu ạ. Thảo Linh ơi, cho em lại số điện thoại để em check tin nhắn nhá chị nhá. Em check tin địa chỉ cho chị cho chuẩn nhá. Có số tài khoản đấy, chuyển khoản trước chưa? Chuyển khoản trước thì trừ đi 10.000 tiền ship. À. Chị bảo chuyển khoản à? Chuyển khoản ai chuyển khoản trước càng tốt. Ừ. Em gọi lại đi bảo chị ơi, nếu mà chuyển khoản trước thì mất có 15.000 tiền ship thôi là thế. Em lấy rêu với cam nhé. Ok, chốt cho Hương Hương rêu nhá. Thảo Linh kìa em ơi. Thảo Linh nhá. Ở Ngân Trần này, cho mình một cái màu cam 58 cân 1m54. Chị Ngân Trần ơi, màu cam một nè, màu cam em chỉ có kiểu này thôi nhá. 58 cân em chỉ có kiểu này thôi nhá. 58 cân em chỉ có mã 03 thôi nhá chị Ngân Trần nhá. Rêu với cam nhé. Ok Hương Hương này, rêu với cam này. Ờ bao nhiêu cân nhỉ? 55 cân. Hương Hương này, Hương này, hai phòng khác nhau. Chị bảo gì đấy? Không, Hương Hương. Hai cái này, bộ phận đâu này. Chốt cho Hương Hương này. An Hạnh 53kg rêu. Ok nha, em chốt cho An Hạnh này. 53kg, màu rêu. À đây, An Hạnh. Còn đúng một cái màu rêu cho An Hạnh này. 53kg đấy. Đâu nhỉ? 42 cân không vừa đâu. 42 cân không vừa đâu. Các chị ơi, này em ơi, lúc này vào chốt cho An Hạnh này. 1X đúng không? Xe của chị 1X đúng không? 45 cân á. Màu em đang mặc là tím thẩm, 45 cân mặc được nhá chị ơi. 45 cân mặc được nhá chị Quế nhá. Ngân Trần 1m58. Ngân Trần. Em ơi, gọi cho Ngân Trần này thì bảo chỉ còn cái màu cam túi chéo thôi nhá. Không phải màu cam túi thẳng đâu. Đây, cháu phải để em một ít vào gầm bàn. Cứ cô xạ đây chị biết cho. Đây chị chốt cho Ngân Trần. Đây là anh chốt cho An Bảo đi. Ôi kìa, coi đi, người bác này đang luôn. Cái bút này là bút đấy này, bút này là bút bút cái bảng này, bút loại đây. Đợi em chút nha các tình yêu nhá. Ngân Trần này 0378 này. 0378 391 292 391 này, 292 này. Chốt lại màu cho chị cho chuẩn nhá. Ơn ơn ơn, 42 cân không vừa. Chị ơi mặc S, cái này không có S đâu. Màu em đang mặc em 45 cân đây nhá chị Quế nhá. Em 45 cân đây này chị ơi. Em 45 cân em mặc đây cân này. Đấy, cái form này bé mà các chị. Em 45 cân em mặc được đây này. Màu tím cẩm nhá. Màu nó là màu tím cẩm nhá các chị ơi. Màu tím cẩm nhá. Đấy. Mất tình yêu này. Phong ơi, đưa điện thoại đây cho mẹ đi. Gần 5 giờ rồi mẹ. Bố đưa đi. Cái này của em từ 45 cân đến 55 cân nhá. Size này từ 45 cân đến 55 cân. Và ai chốt cho em thì chốt sao chim nhá.
Cho anh ăn với. Màu tím cẩm này các chị yêu này. Màu tím cẩm này. Áo này độ tuổi. À chị ơi, cái này em bán cho các chị tầm ít nhất từ trung tuổi một chút nhá. 39 40 tuổi trở lên thì mặc nhá các chị nhá. Trẻ quá thì không nên mặc đâu ạ. Đấy em nói luôn để các chị mặc cho đẹp nhá. Em gọi lại chị bởi vì bên em đây vào màu rêu khóa chéo nhá. Dạ vâng, rồi chị đọc xem với ạ. Tím cẩm 50 cân 1m50 vừa luôn nhá Bình Hồ ơi. Màu tím cẩm chị vừa luôn. Màu vừa cả em đang mặc luôn đấy chị yêu ạ. Vừa cả em đang mặc luôn nhá. Tím cẩm còn đúng một cái 1x là 50 cân thôi chị ơi. À còn hai cái 1x 50 cân này chị yêu có đấy em chốt cho nhá. Yêu có đấy thì em chốt cho luôn này. Đấy. 50 cân chị mặc cái em đang mặc luôn. Chị bao nhiêu tuổi vậy? 50 cân vừa cái em đang mặc luôn nhá. Bình Hồ nhá. Cái chị đang mặc có tím. Đây này màu cam đất này, màu cam đất này. Có hai màu nhá hệ nhá. Màu cam đất này còn sai cho các chị từ 51 cân đến 54 cân và màu này là từ 45 cân đến khoảng 50 cân. Đấy. Có hai màu cam đất và tím cẩm này. Ai lấy màu nào? 32 tuổi có nhưng mà tớ chưa like được bạn ơi, 32 tuổi có mà. Đây màu tím cẩm này các chị có thể trẻ bé có thể bon chen được này. Bé có thể bon chen được nha, 45 cân cũng có thể mặc được cái này luôn nha. 65 cân cọ mặc kiểu khác đi chị Bi Chip ơi. 65 cân em có kiểu này này chị yêu này, có kiểu trơn này nhá. Trơn này nhá, có rêu này, đen và cam đất này. Cái này có size 65 cân luôn nhá. Hả? Ừ. Chị Hương chốt rồi chưa? Hương hai cái đấy. Chị ơi, em gửi lại áo thì tiền cước thế nào ạ? À? Em ơi, em cứ inbox cho chị đi, nếu mà lỗi bên chị thì chị chịu cước, còn nếu không phải lỗi bên chị thì khách phải chịu cước nhá. Đây, màu tím cẩm này các chị này. Màu tím cẩm nhá. 40 cân 1m50 em sợ hơi rộng ấy chị yêu ạ. À. 45 cân 1m50 là em sợ rộng đấy. Ít nhất phải tầm 45 cân trở lên. 45 cân trở lên cơ Huệ Trần ạ. À. Đây ạ, màu tím cẩm nhá. Và duy nhất một cái màu cam đất. Duy nhất cam đất hàng lông chim này nhá. Size cho các bạn từ 52 cân đến 51 cân đến 54 cân luôn. Màu cam đất này này. Bên sau có hình cái lá này này. Em không còn kiểu nào 40 cân đâu. Chị yêu ơi, không còn kiểu nào 40 cân đâu ạ. Túi của nó đây nhá các chị ơi. Phao siêu nhẹ luôn nha. Túi đây ạ. Đấy. Em yêu hủy cam đi hộ chị nhé chị. Ok Thảo, em hủy Thảo Linh nhé. Thảo Linh đây. Ok chị nhá. Kéo xanh lên à, An Hạnh. Ô, tưởng chốt cho An Hạnh cái gì rồi mà. Chị nhắn, chị nhắn kia, chọn tôi sợ anh. Đây, kéo xanh lên này các chị ơi. Kéo xanh lên đây nha. Ờ chị đang live mà không trả lời được, lát nữa xong chị mới check inbox được nha em nhá. Có loại ngắn hơn nhưng mà kiểu khác cơ. Không có áo da đâu Hồng Nhung ơi, mặc thử mẫu kia mình xem. Ok luôn, em mặc thử kiểu kia nhá. Cái form phong ba này của em từ 50 cân đến 65 cân luôn.
Riêng cái này hầm từ 50 cân đến 65 cân luôn nhá. To lắm, em 45 cái này mặc rộng luôn này. Chị nào mà phong thích phong bé thì mặc cái kia, còn cái này là phong to nhá. Phong to luôn nhá các chị ơi, đây ạ. Đấy. Cái này rộng lắm. Cái này ít nhất phải 50 cân trở lên đến 65 cân. 65 cân mặc vừa, đường trần của nó đây này các chị ạ. Đường trần rất là đẹp luôn nhá. 480 20k. Ship 30k, ship COD toàn quốc là 30k. Trần trong trần ngoài hàng siêu nhẹ, mặc thích lắm các tình yêu ạ. Mặc thích lắm nhá. Đấy, cái này em có rêu đen và cam đất nhá. Rêu đen và cam đất. Riêng hàng 1X chỉ còn màu rêu nhá. Riêng hàng 1X chỉ còn màu rêu. 50 đến 55 cân chỉ còn duy nhất màu rêu nhá các tình yêu nhá. 50 đến 55 cân còn duy nhất màu rêu. À quên, còn duy nhất cam đất ạ. 50 đến 55 cân còn duy nhất cam đất nhá. Đẹp lắm các chị ơi, đẹp lắm. 650 đến 65 cân luôn. Form rất là to luôn đấy các chị ạ. Form rất là to luôn. Dáng hơi dài một chút. Cái trước là 02 và cái này là 03 nhá chị nhá. Cái trước đây này em rơi cho các chị xem nhá. Cái này là mã 02 nhá. Ai chốt cái gì thì 02, 03 cộng vào số điện thoại cho em. Áo có túi này là 02 này. Cái em đang mặc là 03 nhá. Đấy, cái này là 02 nhá. 02 nhá các tình yêu ơi. Dáng trẻ đi à, đợi chút đi bạn ơi. Đợi tớ chút nhá. Cái này là mã 03 này các chị ạ. 03 riêng hàng từ 50 đến 55 cân em chỉ còn màu cam đất như đang mặc nhá. Chỉ còn màu cam đất như đang mặc thôi. Thử cái màu đen 60 cân cao 1m58 đi. Khánh Linh ơi, cái màu đen em dở cho chị xem thôi nhá. Chứ em mặc vào thì nó không vừa đâu. 1m58 đây, màu đen đây. Ăn mạch kìa. Em dở cho chị màu đen nhá. Sáu mươi cân chị mặc 2X này cho em này. 60 cân chị mặc 2X cho em màu đen. Đấy. 60 cân Khánh Linh mặc 2X màu đen cho em. 1m58, nặng 60 cân, mặc vừa đúng 2X luôn. Mặc vừa đúng 2X luôn chị nhá. Đấy. Màu đen đây. 2X thì em chỉ còn đen và rêu nhá. 2X chỉ còn đen và rêu ạ. 1X thì chỉ còn cam đất này các chị ơi. Riêng 1X chỉ còn cam đất, 2X là còn đen và rêu. Chị yêu nào thích màu nào và cân nặng như thế nào thì chốt em màu cộng cân nặng nhá. Đường trần bao đẹp cho các chị luôn, hàng phao lông vũ siêu nhẹ nhá. Bên trong này các chị ơi. Đấy. Cái này có mà quay máy ra thoải mái luôn này. Chị thấp lắm, chị có 1m53 thôi. Nên là các bạn mặc thoải mái luôn. Chị có 1m53 thôi nhá. Đây màu đen đây ạ. Đây nó là form như thế này đến đầu gối mà chị ơi. Nó là dáng dài đấy, cái này gọi là dáng dài rồi. Chứ nó không phải dài qua gối được. Khánh Linh nhá, nó không dài qua gối. Đây cái này em có size to đến 65 cân mà Bi Chip ơi. Cái này em có size to. Con đi học bài đi con, đi học đi. Cái này em còn size to nhá. Đến 65 cân nhá các chị nhá. Còn size to đến tận 65 cân luôn. Cam đất, đen và rêu. Size nhỏ thì chỉ còn cam đất. Phong đưa điện thoại cho mẹ đi con. Chị Bi Chip ơi, chị bao nhiêu cân? Chị bao nhiêu cân để em xem là chị có mặc vừa không ạ? Bốn ba cân thì không vừa đâu cún con ơi. Em không có size màu đen của em chị ạ. Size màu đen của em không có. Bây giờ chỉ còn size này 57 đến 60 cân thôi. Hết size bé em mặc rồi. Chị yêu ơi đây ạ, màu đen đây. Size của chị còn có màu đen và màu rêu nhá. Hàng của chị mặc ấy, cái form cái có dáng ngắn nhá, ốc sen nhá. Nhưng mà đợi chút nhá. Rồi xong dáng dài rồi tớ chuyển sang dáng ngắn nhá. Có form dáng ngắn luôn. Màu đen đây, màu đen đây. Mình 65 cân mặc vừa luôn. Có rêu à, 65 cân thì còn có đen rêu nhá. Chị yêu nhá. Có đen cam và rêu luôn nhá. Chị ơi, chị 65 cân chị mặc màu đen cho em đi. Bí chép ơi, 65 cân chị mặc màu đen 3X cho em. Hoặc là màu cam này này. Em có đen và cam nhá, 65 cân luôn nhá. Chị lấy màu nào thì chốt hộ em nhá. Đen và cam đều có size 65 cân luôn các tình yêu ạ. Nóng lắm mà cái này nó là hàng lông vũ mà nóng cực kỳ luôn ấy. Ấm lắm các chị ạ. Mùa đông một cái này thì bất chấp thời tiết luôn. Đây này. Nó trần cả trong cả ngoài cho các chị nhá. Không sợ giặt, không sợ bị vón bông lại đâu ạ. Ngắn thì 380 em nhá. Ngắn thì 380.
dài là 420, ngắn 380 các chị nhá. Chị yêu nào thích lấy form ngắn hay form dài chỉ cần cho em cân nặng thôi, cân nặng và chiều cao thôi để em căn chuẩn size cho các chị luôn nhá. Đấy, bi chip có lấy không thì em chốt cho chị, em còn size 65 cân luôn, còn size 3x vừa 65 cân luôn chị yêu ạ. Đó là trơn, form trơn, hàng trơn đơn giản luôn. Úi đây ạ. Đấy, đen với lại đen cam còn size to này. Màu cam này thì còn 1x thôi. Lên dạ chị ơi, dạ thì hôm nay không có gì đâu ạ. Dạ hôm nay nhà em không có gì đâu chị Giang ơi. Còn có 2-3 cái dạ thôi ạ. Mà hình như là hết size của chị rồi ấy. Dạ của em cũng hết size của chị luôn. Khánh Băng ơi, ngắn dành cho trung tuổi thôi nhá. Ngắn nhận dành cho trung tuổi tầm 40 tuổi trở lên thôi. Không có màu vàng đâu Trần Thu Bùi ơi, không có màu vàng đâu nhá. Mấy cái màu này là mặc màu trung tính mặc đẹp nhất rồi. Đen, rêu và cam ba màu. Mặc rất là đẹp luôn. Sợ 50 đến 65 cân các chị ạ. 50 đến 65 cân nha. Em 45 cân em đang mặc cái size này rất là rộng luôn. Chị nào mà 50 cân trở lên mặc đẹp luôn nhá. Ốc Sen ơi, chị bao nhiêu cân để em xem còn size của chị không? Giá ngắn của em toàn size to thôi. Giá ngắn của em toàn size to thôi Ốc Sen nhá. Không có size nhỏ đâu. Đây màu đen này các chị yêu này. Màu đen này. Màu em đang mặc là cam đất nhá. Màu bên ngoài nó là màu cam đất trồng luôn nhá các chị nhá. Mẹ ơi, chuẩn bị đi học không có mẹ biết gì hết. Đấy. Em ơi 45 cân thì không vừa đâu em nhá. 45 cân không vừa giá ngắn đâu. Mà giá ngắn của chị là từ size trung tuổi cơ, không có size trẻ đâu. Em lại mặc vừa sang cái form bé cho các chị nhá. Sang form bé 45 cân đến 55 cân nhá. Mẫu 02 nhá. 55 cân mặc vừa áo chị luôn nhá. 420k. 55 cân mặc vừa cái này luôn chị yêu ơi. 55 cân mặc vừa cái 1x này luôn nhá các chị nhá. 1x còn duy nhất màu cam đất thôi. Đấy Hà. Áo đen của em có size từ chị ơi, cái nhà em 57 cân đến 65 cân. Em không có ngắn chị ạ. Áo đen có size từ 57 đến 65 cân nhá Mai Khôi nhá. Riêng áo đen còn size rất là to luôn. Còn size nhỏ 50 đến 55 cân chỉ còn màu cam này thôi các chị này. 50 đến 55 cân chỉ còn màu cam đất này thôi nhá. Cam đất. Đấy. Chị Mai Khôi ơi, chị bao nhiêu cân để em xem là chị có vừa không? Màu đen. Màu đen size to lắm các chị yêu ơi. Màu đen size rất là to luôn. Đấy. Đây này, mặc thích lắm nhá các chị nhá. Mặc thích lắm nhá. Trần trong trần ngoài bao đẹp cho các chị luôn nhá. Màu rêu có loại 45 cân. Không có đâu Lan chị ơi. Lấy em cái màu chị đang mặc nhé. Hồ Thơ lấy cái chị đang mặc 55 cân ok nhá. Chốt cho Hồ Thơ một cái này. Hồ Thơ ơi, cho chị xin số điện thoại đi em yêu ơi. Cho chị số điện thoại đi em lấy cái chị đang mặc cho chị xin số điện thoại nhá. Cái này á, phát đi đường đi đâu thích lắm các chị ạ. Nó vừa nhẹ vừa ấm luôn. 62 cân mặc màu cam có nhá. Mai Khôi ơi 62 cân vừa màu cam luôn. Hồ Thơ này. 62 cân em cao mét 1 mét bao nhiêu? 62 cân 1 mét bao nhiêu để chị xem là màu cam nào. Chị Khánh Linh ơi, màu đen đây, nhưng màu đen size to lắm em không mặc được đâu chị yêu ơi. Màu đen của em là size 57 cân trở lên mà, em có 45 cân thôi. Em đang mặc cái 1x này còn rất là to đây này. Ok này, Hồ Thơ 0969 này. 0969 này. 306 này. 326. Ok nha, em chốt cho Hồ Thơ nhá. Chốt cho Hồ Thơ này. Có size cho 62 cân luôn ấy. 1m662 cân mặc phải mặc 3x rồi chị yêu ạ. Người chị có gọn không? Người chị có gọn không Mai Khôi ơi? Cái bạn đang mặc 45 cân không vừa đâu. Nguyễn Hoàng ơi 45 cân có kiểu 02 này này. Nguyễn Hoàng ơi 45 cân có kiểu 02 này mặc vừa nhá. Cái kiểu này form nhỏ hơn nhá chị nhá. Form nhỏ hơn và túi như thế này, đằng sau có hình chiếc lá nhá. Đằng sau có hình chiếc lá nhá. Chị yêu ơi, nhà em không có đồng kiểm đâu nhá. Dáng này không có size to đâu Khánh Ninh ơi, dáng này không có size to đâu. Hàng lông chim này không có size to đâu nhá. Đấy.
Mặc quần 2 lít thì vừa. Trời ơi, màu đen mặc rộng lắm. Ở đây màu đen dáng nó giống nhau thôi, nhưng mà nó to, cái này to với tớ, so với tớ. Dáng nó giống mấy cái kia mà bạn ơi. Dáng nó giống mấy kia nhưng mà phải to. Cái này là 2X này, 57 cân trở lên này, 57 đến 65 cân này. Mặc quần 2X thì vừa. Mặc quần 2X thì vừa. Thế chắc là áo này chị chỉ mặc 2X thôi chị ạ. Áo này chị mặc 2X thôi. Thoải mái luôn. Đấy, tay của nó to như thế này mà. 30103. Anh lấy cho hộ em nha. Nếu thích thoải mái thì mặc 3X nha chị ơi. Nếu mà thích thoải mái thì mặc 3X nhá. Đây màu đen đây Khánh Linh nhá. Em khoác thử lên cho chị xem như thế này thôi nhá. Chị kia là chị này vừa lấy cam đất à? Đây. Vừa bỏ ra. Thường long. Em mặc thử màu rêu lên cho các tình yêu xem nhá. Em không có đồng kiểm đâu Khánh chị yêu nhá. Em nhà em không có đồng kiểm đâu. Trường hợp các chị nhận hàng đi, nếu mà các chị nhận rồi, thanh toán tiền cho bưu điện rồi, hàng không đúng trên line này, không vừa này, em có chị, em cho các chị đổi luôn nhá. Em cho các chị đổi thoải mái mà chị ơi, bán hàng uy tín, tin tưởng nhau là chính thôi. Ok, Khánh Linh lấy màu đen 2X nha. Em cho Khánh Linh màu đen 2X nè. Ơ, cảm ơn Lê Hoa nhá, chị cảm ơn Lê Hoa nhá. Cảm ơn Lê Hoa. Váy thì chị hôm nay chị không váy, hẹn mọi người ngày mai nhá. Khánh Linh 60 cân mà 2X đẹp luôn. Khánh Linh này 0975 này. Em ghi rồi đây. Đây 2X đúng không? Kiểm tra cho chị 2X này. Màu rêu này các chị yêu ơi, màu rêu đây nhá. Màu rêu còn 1X, 2X và 3X luôn. Màu rêu còn 1X, 2X và 3X luôn nhá. Chị yêu nào thích rêu thì cho em này 50 cân đến 65 cân luôn. 50 cân đến 65 cân luôn các chị ạ. Đó là phao lông vũ siêu nhẹ nhá. Phao lông vũ siêu nhẹ trần trong trần ngoài nhá các chị ơi. Phao lông vũ siêu nhẹ trần trong trần ngoài luôn. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Đừng có ấy chặt quá nhá. Đấy. Màu rêu này các chị yêu ơi, màu rêu đây ạ. Màu rêu em đang mặc là size 1X nhá. 51 cân màu đen hết rồi Nhung Thái ơi. 51 cân màu đen em chỉ còn cam đất thôi nhá. 51 cân màu đen hết rồi chỉ còn cúng cam đất hoặc là cái màu này này. Cái form này này chị có thích không? 51 cân chị mặc kiểu này cũng đẹp nhá chị nhá. 51 cân mặc cái này cũng đẹp luôn nhá. Đấy. Nhung Thái là 51 cân màu đen hết rồi. 51 cân em chỉ có màu tím thôi. À màu cam đất thôi. Cam đất 01 à 002 và cam đất 03 nha. Đây là cam đất 02 này. Là cam đất 03 nha. Chị yêu lấy màu nào thì chốt em nhá. Đây 03 là hàng như thế này. Áo phao của em là 420k Hoa Trần ơi. Áo phao của em mặc là 420k nhá. Đây các chị ơi, màu rêu này, form bé đây này. Màu rêu size bé đây ạ. 50 đến 65 cân vừa luôn. Riêng màu rêu em còn size thì 50 đến 65 cân luôn nhá. Các chị nhá. Bao đẹp cho các chị luôn nhá. Đấy. Ai thích rêu thì chốt rêu cộng số điện thoại cho em này. Rêu cộng số điện thoại cho em các tình yêu ạ. Cái này là phao lông vũ ấy bạn ơi, cái này là phao lông vũ siêu nhẹ đấy. Đấy, chị cao 1m6 nặng 68 cân thì
không không vừa đâu chị yêu ơi, chị cao 1m6 mà nặng 68 cân thì không có không vừa đâu. Em chỉ có size cho đến 65 cân thôi nhá, chị Thúy Hoàng, Thúy Hoàng nhá. Có size cho đến 65 cân thôi, không có size đến 68 cân đâu ạ. Chị nào bé bé tầm 45 cân thì có thể mặc cái này nhá. Chị cho chị cam đất 03 60 kg. Ok Ruby Trần này, cam đất 03 này. Cam đất 03 60 kg. Ok rồi. Hết rồi chị yêu ơi. Chị yêu ơi, em hết cam đất 60 cân rồi. 60 cân em còn chỉ còn rêu với đen thôi nhá. 420k Ruby Trần ơi. 60 cân em chỉ còn rêu với đen thôi, chị có lấy không? Hết cam rồi nhá. 60 cân chỉ còn rêu với đen thôi ạ. 60 cân còn rêu với đen, Ruby Trần có đổi màu nào thì chốt hộ em này. Rêu cũng đẹp này chị ơi. Rêu cũng đẹp nhá. Nếu mà chị lấy rêu hoặc đen thì đổi lại hộ em với. 60 cân thì có hết size, hết màu cam đất rồi chị yêu ạ. Hàng 03 nhá. Ruby Trần có đổi sang màu rêu hoặc màu đen cho em được không? Chứ màu cam em chỉ có một size bé và một size to thôi. Một size 50 đến 55 và một size từ 61 cân đến 65 cân thôi ạ. 62 đến 65 cân thôi. Rêu với đen thì còn size cho chị ạ. Từ 60 cân. 57 cân đến 60 cân nhá Ruby nhá. Ok. À rêu chị có rồi, hay chị lấy đen đi chị yêu. Hay chị lấy màu đen đi, đen mặc lên cũng đẹp mà. Đây ạ. Đen đây này chị. Đấy. Chị lấy đen đi. Đen form này cũng đẹp đấy chị yêu ạ. Cam đất thì em lại hết cái hàng 2X thế rồi. Hai chị có thích dáng ngắn không? Chị có thích màu cam đất dáng ngắn không ạ? Em có cam đất dáng ngắn 380 đấy, chị có thích không thì em đổi cho chị. Chứ cam đất hàng 2X thì em hết luôn rồi ấy. Đây. Cái này em mặc rất là rộng luôn nha các chị nhá. Em mặc rộng này, tay em cũng rộng luôn. Tại vì em có 45 cân thôi. Cái này cho các form này ít nhất các chị phải tầm 50 cân trở lên mặc mới đẹp được. Mặc mới vừa mới đẹp được. Chứ mặc em mặc rất là rộng luôn. Sang ngăn. Áo em đang mặc là 420k nhá. Các chị nhá, Huyền nhá. Có 3X chị mặc được không? Chị ơi 3X thì chỉ đến tầm 65 cân thôi Thúy Hoàng ạ. Người chị có gọn không? Người chị gọn thì may ra vừa chứ 68 cân em nghĩ là không vừa đâu. Mặc đen đây Minh Châu ơi, đen em chỉ còn size to thôi. Đen em chỉ còn size to thôi chị yêu nhá. Đen này này. Đen không còn size bé. Đen chỉ còn size từ 57 cân đến 65 cân. Đen với rêu chỉ còn size từ 57 cân đến 65 cân ạ. Hương chưa gọi được chưa? Hai cái. Em vừa gọi chị. Tôi nhắn cho chị á. Gọi lại đi, không gọi cả hai cái kia lại cho chị. Không được thì bỏ vào đây để chị còn biết. Màu rêu nha các chị ơi, màu rêu, màu đen và màu cam đất. Riêng màu rêu của em chỉ còn size cho các chị từ 57 cân đến 65 cân. À màu rêu thì còn đủ size nhá. Từ 50 cân đến 65 cân. Và màu cam đất chỉ còn size 50 đến 55 và từ 62 đến 65. Màu cam đất thì thiếu size 2XL này. Màu rêu đủ size nhá. Sao áo chị lâu vậy em? Trời ơi chưa nhận được à chị? Sao hôm nay chưa nhận được nhở? Chắc là khoảng 1-2 mai ngày kia là đến nơi đấy. Em gửi luôn từ hôm đấy rồi mà chị yêu. Em gửi luôn từ hôm đấy rồi đấy. Đấy. Mệt lắm các chị ạ. Mặc cái này mà nóng lắm ấy. Em có 3 màu mà chị Giang ơi. Có rêu, cam đất và đen mà. Em có đủ 3 màu luôn đấy. Rêu, cam đất và đen này. Đấy, 3 màu em trên tay em cầm luôn nhá. Đủ 3 màu luôn các chị nhá. Rêu, cam đất và đen. Ai lấy màu nào chỉ cần chốt màu gọi số điện thoại cho em thôi ạ. Đấy, Giang Trần có thích màu nào không thì chốt màu cộng cân nặng cho em với. Màu cộng cân nặng cho em nhá. Riêng cái phao này các chị thích mặc thích lắm luôn. Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn nhá. Các chị ạ, đây này, đường trần của nó này. Đường trần của nó này rất là đẹp luôn. Đường trần rất là đẹp luôn. Em mặc cái này nó bị rộng các chị ạ. Các chị chỉ cần 50 cân trở lên là mặc cái form này đẹp lắm. Mà chuẩn lắm nhá. Em có 45 cân thôi nên nó không lên được cái form đẹp của nó đâu. Đấy. Màu sale đây nhá.
Còn chị nào 45 cân trở xuống em có kiểu 02 nhá, có mã 02 nhá. Cái này là 03 nhá các tình yêu nhá. Cái này là 03. Thái nghe không móc ra không? Mặc vàng ngắn nhá. 420k nhá chị Thanh Hải ơi. Em mặc vàng ngắn nhá. Cam đất còn size 50 cân nhá Minh Châu ơi. 40 cân không vừa đâu chị Lục Hằng ạ. Em còn cam đất size 50 cân nhá chị Minh Châu nhá. Em còn size 50 cân màu cam đất luôn. Minh Châu có lấy thì cho em xin số điện thoại nhá. Màu cam đất chị em chỉ còn size nhỏ thôi. Cam đất thì 50 cân còn cả rêu và cam đất này chị này. 50 cân còn hai màu này này, rêu và cam đất nhá chị nhá. Chị lấy màu nào chốt cho em màu cộng số điện thoại cho em nhá. Đấy, cam đất thì 50 cân còn luôn. Mặc em xem với nhá. Đây chị mặc nhá. Đây cam đất đây. Đây cam đất 50 cân chị mặc vừa luôn. Cam đất của em đây này. Cam đất của em đây, em 45 cân mặc nó rộng nhá chị nhá. Em 45 cân mặc nó rộng luôn. Đây là size XL chị yêu ạ, size XL từ 50 đến 55 cân. Cam đất 58 cân không còn đâu ạ. Cam đất 58 cân không còn nhá chị Tâm ơi. Màu 58 cân em chỉ còn rêu và đen thôi nhá. 58 cân còn đúng rêu và đen thôi. Cái gì ạ? Mấy cái kia là gọi được hết à? Còn một cái này lúc vợ bảo là đang họp tối. Mấy kia là gọi được rồi à? Cái này chị bảo là chị đang tin cho chị rồi. À thế á? Cái còn cái hương thì chưa gọi được đúng không? Cam đất không còn 58 cân đâu chị yêu ơi. Phao ngắn em có nhưng còn sai các chị từ 57 cân đến 65 cân thôi. Phao ngắn là hết luôn rồi. Phao ngắn còn đúng mức size đấy thôi, không có size bé đâu các chị ơi. Đây là phao dài nhưng nó không dài quá đâu. Nó chỉ qua đầu gối một qua trên đầu gối một chút thôi nhá các chị nhá. Đây này, phao ngắn của nó đây. Nó trên đầu gối một chút thôi nhá. Cái này em bị mặc rộng này các chị này. Các chị nào mà 50 cân trở lên là mặc đẹp luôn. Có dáng trẻ nhá em ơi, nhưng mà chị đang like cái này cho các bạn, các chị trung tuổi. Có dáng trẻ luôn. Hàng này siêu nhẹ nhưng mà cực kỳ ấm luôn nhá cả nhà nhá. Rất là ấm luôn đấy. Ai lấy màu nào thì chỉ cần chốt màu cân nặng cộng số điện thoại cho em thôi nhá. Không có dáng dài hơn đâu, chỉ có kiểu này thôi bạn ơi. Không có dáng dài hơn nhá. Cái dáng này là dễ mặc nhất đây các chị ạ. Dài quá khó mặc lắm. Cái này trên đầu gối một chút nhá, trên đầu gối một chút luôn. Dài quá thì khó mặc lắm các tình yêu ơi. Quan trọng là phao của nó rất là đẹp luôn. Trần trong trần ngoài bao đẹp cho các chị luôn nhá. Đường trần của nó đẹp sắc nét, các chị thấy nhìn đường trần của nó chưa? Đây ạ. Có rượu, có cam đất màu đen và màu rêu. Cam đất đen và rêu nhá. Xanh rêu nhá. Cái mũ này các chị có thể tháo rời được nhá. Mũ này các chị có thể tháo rời được này. Nó có khóa đây mình có thể tháo rời ra được ạ. Đường trần của nó thì xuất sắc luôn nhá. Kiểu dáng dài khác mà 58 cân đây em không có đâu chị ơi. Chỉ có form này thôi. Mấy cái form kia là còn bé hơn đấy Minh Châu ạ. Chị lấy màu đen hoặc rêu đi. Đen hoặc rêu đi, em còn có size của chị đấy. Còn có màu của chị đấy. Riêng màu cam đất thì không còn thôi. Chứ cái đen và rêu em còn có ạ. Cùng một lượng phao người bán không? Hơn 400, còn người bán 300. Ui không biết là nào mà lần. Trời ơi chị Lan ơi, em thấy chị luôn. Nếu mà có ai mà bán cái phao này 300 em nhập hết luôn nhá. Ai mà bán cái phao này 300 em nhập hết luôn ấy. Em không nhập vào được giá đấy thì không bao giờ có chuyện bán 300 nghìn đâu các chị ơi. Bọn em đi nhập còn không nhập được 300 ấy, làm sao mà bán ra 300 nghìn được. Đúng rồi, đó là hàng trung tuổi mà Minh Châu. Không, Đào Thúy nghe quen nhỉ. Nhà em không có đồng kiểm đâu chị ơi. Nhà em không có, không được đồng kiểm đâu nhá các chị nhá. Trường hợp các chị mà không vừa hay là em gửi sai thì em cho các chị đổi ạ. Chứ không được xem hàng trước đâu nhá, đấy là em nói rõ luôn. Chị nào muốn mua thì mua. Có kiểu nào ngắn trẻ không có đâu bạn ơi.
Trời ơi, 300 nghìn thì một là nó chắc chắn nó phải khác, chứ không thể cùng một cái áo phao mà người bán 300, người bán 400 được đâu bạn ơi. Đúng rồi. Ví dụ nó có thể tranh nhau 10 nghìn, 20 nghìn thì chấp nhận được, tranh nhau cả 100 nghìn với áo phao thì không có đâu. Dáng trẻ à, dáng trẻ đợi ngày mai nhá. Hôm nay em chỉ like được dáng này thôi chị yêu ơi. Dáng trẻ thì để mai đi, mai em like dáng trẻ cho các chị nhá. Đây. Cái này không bao giờ nhập được vào dưới 300 luôn ấy. Không bao giờ nhập được giá 300 luôn. Chứ đừng nói là bán ra 300 nghìn. Em thử cái form bé hơn nha các chị nhá. Cho các chị 45, 46 cân bon chen được nhá. Cái này form bé này các chị này, 45 cân đến khoảng 54 cân nhá. 45 cân đến 54 cân. Đấy, form bé luôn. 45 cân em mặc vừa in luôn này các chị ơi. Đây là 02 nha, nó chỉ khác nhau cái là đằng sau nó có cái lá này và túi nó khác hơn một chút thôi. Đằng sau có lá và túi khác hơn một chút hơn. Vâng ạ. Nói chung là nó có giá chung rồi các chị ạ, nó có giá chung rồi. Nếu mà người ta bán 300 nghìn thì chắc chắn không phải kiểu này luôn. Bán 300 nghìn chắc chắn không phải kiểu này luôn ạ. Có thể ví dụ như em bán 420 này, có shop người ta chỉ bán 401 thôi, nhưng có shop bán 430 thì cái đấy các chị có thể chấp nhận được. Nhưng mà cùng một cái áo phao như thế này mà em bán 420 mà người ta chỉ bán 300 thì không bao giờ có chuyện giống nhau đâu các chị nhá. Không bao giờ có chuyện giống nhau như thế đâu ạ. Kể cả lúc em xả hàng ấy, em bán dưới giá gốc ấy cũng không có giá 300 nghìn luôn, đấy là em khẳng định luôn đấy. Đấy. Đẹp lắm, mà cái này bây giờ giá này còn đang là rẻ đấy các chị ơi. Mấy hôm nữa lại là Trung Quốc tiện nó tự tăng giá lên luôn. Bên đấy là họ tự tăng giá luôn, là không bán được giá này luôn ấy. Có những cái mà bây giờ em bán ra là gần bằng giá nhập vào rồi. Có những cái mà em bán ra gần bằng giá nhập vào luôn đấy. Đây form này, form trẻ hơn mà túi của nó này các chị ơi. Túi của nó khác nhá, túi sọc sọc như thế này nhá. Đằng sau có hình cái lá nhá các chị ơi. Đằng sau có hình lá nhá. Đây nhá. Đấy. Màu cam đất đẹp luôn. Cái này em có cả tím cẩm nhưng mà bán cho các chị trung tuổi thôi. Bán cho các chị trung tuổi thôi ạ. Đây ạ. Tình yêu nào thích kiểu nào thì cho em nhá. Cái này là 02 nhá và cái kia là 03 nhá. Có phóc năng không? Là sao chị An Hạnh ơi? Tức là chị nói chuyện với chị rồi đúng không ạ? An Hạnh ơi chị hỏi gì ạ? Phí ship là 30k nhá, Hồng Quân à? Phí ship là 30k các chị ơi. Ship đi đâu cũng chỉ mất có 30k thôi. Nhà em ship COD toàn quốc là 30k nhá. Đấy. Đẹp lắm chị yêu ạ, đẹp lắm. Nhưng mà em chỉ bán cho trung tuổi thôi, 40 tuổi trở lên thôi là mặc đẹp. Áo khoác nam mặc 65 cân không có, em chỉ 65 cân em chỉ có kiểu này nhá chị nhá. 65 cân có cam này. Có kiểu này nó gần giống nhau luôn. Nó chỉ khác nhau cái túi luôn, cái này có size to nhá. Cam, rêu và đen nhá. 63 cân á, Thúy Hương ơi có đấy. 63 cân á, chị mặc rêu hoặc đen cho em đi. Mặc cái màu rêu dáng này này chị này. Mặc cái màu rêu dáng này này. Mặc cái màu đen dáng này này. 420k nhá. Trẻ hơn thì hôm nay mình không like dáng trẻ đâu. Đây này có rêu hoặc đen này, 63 cân nhá. Cho các chị trung tuổi nhá, các chị để ý tuổi hộ em nhá. Đây nhá, rêu và đen nhá, rêu và đen. Hai cái này em có size từ 62 cân đến 65 cân. Thúy Hương có lấy là có còn size này. Thúy Hương lấy con size. Cái áo em đang mặc là có size bé nhá các chị nhá. 45, 46 cân là có thể bon chen được rồi. Lưu Thị Hồng Quán. Có dáng trẻ nhưng mà hôm nay không mặc dáng trẻ bạn ơi. Dáng trẻ để ngày mai nhá. Trang Kubi này hình như hôm qua em đặt cái gì rồi đúng không? Trang Kubi đặt rồi. 60 cân thì có kiểu 03 thôi, cái này 02 không đến 60 cân đâu Duyên Phạm ạ. Trang Kubi, Duyên Phạm đều rất là quen đấy nhỉ. Vâng. Trang Kubi này em hôm qua em đặt rồi đúng không? Hôm qua có đơn hay sao ấy? Cái mã 02 em mặc này này. 67 cân nó không có đâu hoa cỏ mày ơi, 67 cân chị không có sai đâu nhá. Có sai đến 65 cân thôi. Em nhận hàng rồi nhưng muốn mua thêm. À ok em. Em ơi, cái này chị chỉ bán cho trung tuổi thôi Trang ơi. Trang có bon chen được không?
bán cho từ 40, 39, 40 tuổi trở lên thôi Trang nhá. Đấy. Cái này hoặc là em có thể mua tặng mẹ thôi, chứ chứ em mặc thì là hơi trẻ đấy nhá. Đây này, form này còn trẻ hơn form kia. Hả? Chị phải em mặc hơi trẻ. Đấy, đây này. Trang nhận được hàng rồi, bây giờ muốn mua thêm mà Trang không nói em lấy cái gì của chị nhỉ? Dáng trẻ đi à? Ờ, chị đang like nốt mấy cái này rồi chị sang dáng trẻ nhá. Cho nốt cái này đi, sắp hết rồi, chị sắp hết vào rồi. Đấy, có cả màu tím cẩm này các chị ạ. Có màu tím cẩm nhá. Chung chung tuổi là mặc đẹp luôn nhá. Có XL nhá Thúy Hường ơi, nhưng mà chị bao nhiêu cân nhỉ? Chị Thúy Hường 63 cân không có đâu chị yêu ơi. 63 cân em bảo chị rồi, chị lấy cái size này đi Thúy Hường ơi. Chị lấy cái kiểu không ma này đi, không ma nó giống hết nhau, nó chỉ khác ở cái túi thôi. Đường trần của nó còn đẹp hơn này. Đường trần như thế này, còn cái này đường trần trần như thế này nhá. Trần đẹp luôn, đằng trong đằng ngoài trần luôn này. Cái này thì em còn sai cho Thúy Hường, màu dê và màu đen còn sai cho chị luôn nhá. Đen cam. Không, à còn đen với cam thôi chị ơi. Đúng. 63 cân còn màu đen với màu cam đất thôi nhá chị nhá. À, áo ngắn có kiểu khác thôi. Không có áo ngắn trẻ đâu chị ạ. À. Đây Thúy Hường ơi, chị 63 cân chị lấy màu đen này đẹp luôn này chị này. 63 cân này màu đen này quá đẹp luôn nha. Đấy, chị yêu có lấy màu đen thì chốt hộ em này. Đen cộng số điện thoại nhá. 65 cân vừa cái này này thả chị gì nhỉ? Lê thấp hay lê gì kìa? Đây này 65 cân vừa cái màu đen này chị yêu nhá. Đấy, cái này em còn size 65 cân, màu đen và màu cam đất đều còn size 65 cân luôn. Nhưng mà em nói thật, nếu mà chị 65 cân chị mặc màu đen cho em đi. Mặc màu đen cho em đi. Đường trần của nó đây này các chị này. Riêng hàng này nó là hàng Quảng Châu nhá, hàng công ty luôn. Không phải lo về chất luôn các chị ạ. Thúy Hường với lại chị Lê Thấp ấy, chị lấy cái màu đen này đi. Hai chị đều vừa size 3X luôn đấy. Hai chị là cái size 3X của em là từ 62 cân đến 65 cân, cả hai chị đều vừa luôn ạ. Mặc cái này nhẹ, form nó gọn, mặc cực kỳ ấm các chị ơi. Cái mũ này mình có thể tháo ra được nhá. Đấy. Đấy, ai lấy thì chốt hộ em nhá. Đấy, tuy nhiên là size này còn size to này. Size này còn size to luôn ấy. Em chào chị Hoàng nha, Cân Hoàng à, Hoàng Cẩn hay gì đấy nhá. Có chị yêu nào lấy kiểu nào thì chốt hộ em nhá. Cái màu em đang mặc là mẫu 02 nhá. Cái mẫu em đang mặc là mẫu 02 nhá. Có tím cẩm và cam đất luôn nhá. Ok Thúy Hường màu đen nhá, em cho Thúy Hường màu đen này. Chị bao nhiêu cân ạ? Thúy Hường em ơi. Thúy Hường màu đen 62 cân nhá, 63 cân nhá Thúy Hường nhá. Thúy Hường. Áo phao nào em? Áo phao màu hồng. Chị bao nhiêu cân? Chị bảo bây giờ chị giảm 50 cân. 50 cân mặc thoải mái, chị 45 cân chị còn mặc đây. Áo đấy làm gì rộng nhỉ? Con của nó là phong xuông thế nhưng mà. Chị ơi, áo hồng đấy là áo mà. Chị 45 cân chị mặc đấy. Cái à, chị mẫu bên em 45 cân mà chị cũng mặc được. Em cho cho Thúy Hường màu đen rồi nhá, cho Thúy Hường màu đen. Hàng size 63 cân nhá, chị yêu nhá. Có 3 cân chị mặc 3XL vừa đẹp luôn, chị yêu ạ. Không, size L có một size M chị ơi. 3XL vừa đẹp luôn. Cái đấy size L không mặc được đâu, 50 cân là mặc size M rồi. Màu cam đất này các chị ơi. Màu cam đất cái này có cả tím luôn nha. Cái này nó bo tay, 50 cân không rộng đâu. Dạ. Dạ rồi, không có size nhỏ đâu. Chị nào? Chị không có tên thì chị nói là cái áo chị đặt là nó size M
Kiểu đấy chị, kiểu nó rộng như thế. Có loại nào dài qua mông mà size bé 47 cân không? Không chị ơi, 47 cân chị chỉ có thể lấy ở đây dài qua mông đấy, 47 cân đấy. Cái em đang mặc đây chị ơi, cái em đang mặc đây dài qua mông 47 cân là vừa đây ạ. Cái em đang mặc là 47 đến 50 cân đây chị Hoàng Can nhá. Chị Hoàng Can nhá, cái em đang mặc là đúng là cái size của chị luôn đấy, 47 cân luôn đấy. Nếu mà chị lấy thì ok em chốt ra nhá. 420k nha Yến Ngọc ơi, 420k một cái mã này là mã 02 này, có tình yêu này. Mã 02 này. Đây. Màu đen nhà màu. Tí phải dùng sắc không ạ? Bố con xe 3XG hết rồi chị ạ. Con. Con đấy. Ở đâu ạ? 3X con. À chị ơi, chị 3XG còn đấy. Chị Hoàng Can, chị có lấy cái áo em đang mặc không? Áo em đang mặc là có size 47 cân luôn nhá, tình yêu nhá. Sao mà chui gần đây có 3XL? Chị ơi, chị ở đấy không? Chị gì nhỉ? Thúy Hương ơi, chị ở đấy không? Vào đây em mặc cho chị xem nào. Em mà mặc cái 3X lên là như bơi trong áo luôn chị nhá. Em mà mặc cái 3X như bơi trong áo luôn Thúy Hương ạ. Chị có đấy cho em một chấm để em mặc cho chị thử cái màu cam này. Em mặc cho chị cái màu cam hàng 1X nhá, để chị biết form dáng của nó nhá. Chứ em mặc 3X mà hình nó buồn cười lắm. Nó to đùng luôn đấy các chị ạ. Em mặc 1X nó còn rất là to luôn. Cái này form to mà chị 63 cân, em thì có 45 cân. Bao nhiêu tuổi? Chị Hương ơi, chị bao nhiêu tuổi? Chị Thúy Hương ơi, chị bao nhiêu tuổi ạ? Đây Thúy Hương còn đấy không, em mặc cam đất cho chị xem này. Chị 1m50 ạ, em có 1m53 thôi. Can Hoàng ơi, cái phong này là mặc thoải mái rồi, chị yêu nhá. Đây màu cam đây, Thúy Hương còn ở đấy không, em mặc thử màu cam lên cho chị này. Đây ạ, em mặc thử màu cam lên cho Thúy Hương xem nhá. Đây, màu đen màu cam hai cái lên đều đẹp mà chị yêu. Hai cái lên đều đẹp luôn. Chị lấy màu đen cũng được đấy ạ. Chị lấy màu đen được nhá. Đấy. Đây này, chị chốt đen hay cam? Chốt đen hay cam để em chốt cho nhá chị ơi. Đen hay cam ạ? Chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Đen và cam luôn. Cam đất nhá chị yêu nhá. Cam đất. Chị bao nhiêu tuổi để em xem là chị mặc màu nào hợp. Chị cho em tuổi. Trời ơi, 44 tuổi thì mặc cả hai màu được. Chị ạ, mặc màu đen được, không già đâu. Không già tí nào luôn. Và không thì chị thích thì chị lấy màu cam. Màu cam em có size 3X mà chị. Màu cam đất nha, bên ngoài nó trầm nhá. Màu trầm nhá các chị nhá, nó không phải tươi đâu nhá. Màu trầm hơn đấy. Đấy, 44 tuổi chị mặc màu nào? Chốt cam hay đen thì ok. Đen hoặc cam thì ok hộ em nhá. Để em chốt hàng cho chị. Riêng màu cam này em còn đủ. Còn size 1X và 3X nhá. Riêng màu cam còn 1X và 3X. Chị Hồng Hạnh ơi, còn 1X. Cho chị màu cam, ok chị luôn. Ok nhá, Thúy Hương nhá. Bây giờ bên em gọi điện chốt đơn nhá chị nhá. Bên em gọi điện chốt đơn nhá. Chị Hồng Luyện ơi, cái áo này của em mặc là từ 50 đến 56 cân. Và có size cho các chị từ 62 cân đến 65 cân luôn. Đấy. Ai lấy màu nào chỉ cần cho em cân nặng cộng số điện thoại thôi ạ. Cân nặng cộng số điện thoại thôi nhá. 65 cân vừa đấy chị Hồng Luyện ơi. Em có size 62 đến 65 cân mà tình yêu. Có size 62 đến 65 cân chị mặc 3XL cho em nhá. Riêng 65 cân chị mặc size 3XL cho em luôn. Đấy. Chị thích màu đen hay màu cam? 3XL em còn cả đen và cam đấy chị yêu ạ. 3XL còn cả đen và cam. Nhưng mà các chị nên nhớ là em chỉ bán được tầm 40 tuổi trở lên thôi nhá. 39-40 tuổi trở lên thôi nhá các chị nhá. Các bạn mà hai mấy 30 tuổi đừng có đặt. Đừng có đặt ạ. Đấy. 65 cân Hồng Luyến chốt đen hay cam để em chốt cho chị yêu nào. Vừa cả đen cả cam luôn. Tại vì 3X em chỉ còn đen với cam thôi. Ok màu cam nhá chị nhá. Cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Lấy áo em đang mặc màu cam nhá. Cho em xin số điện thoại đi nhá Hồng Luyến ơi. Chị Hương ơi, chị lấy cái màu cam đúng không? Vâng, lấy màu cam được.
Hồng Luyến ơi, lấy cái áo đen đang mặc 3X cho 65 cân cho em xin số điện thoại nhá, Hồng Luyến nhá. Hồng Luyến này, Hồng Luyện đấy. Ok, mặc được mà chị yêu, cái này cứ tầm 39 40 tuổi trở lên là mặc đẹp rồi ạ. Hồng Luyện này. Không có áo phẳng. Ok chị nhá, 0378. 799 994 799 này. 994 0378 799994. Ok nhá, em chúc là Hồng Nguyệt đấy. 3x 65 cân nhá. Con này đưa cô, đưa cô. Đây mẹ cho mượn cái này, mẹ cho mượn điện thoại này. Ok, màu em đang mặc là màu cam đất nha chị nhá. Màu em đang mặc là màu cam đất nhá. Thấy ơi. Nào. Ok luôn, em chốt cho chị rồi nhá. Vết thương trong em á. Có phao ngắn nhưng dành cho trung tuổi thôi em yêu ơi. Có phao ngắn dành cho trung tuổi thôi. Nào, ai lấy đi chốt luôn hộ em nào. Màu cam đất 50 cân đến nặng 65 cân luôn. 1X, 2X, 3X nha. Tương đương với cân nặng từ 50 cân đến 65 cân luôn nhá các tình yêu nhá. Hàng phao lông vũ siêu nhẹ siêu đẹp luôn. Phao lông vũ siêu nhẹ siêu đẹp luôn nha. Vết thương trong em ơi, em lấy cho ai? Nếu mà hàng... Em ơi 62 tuổi. 62 tuổi. Không. 62 tuổi. 52 cân. Vâng, thì chỉ mặc size 3X thôi. Nặng 50 cao 1m50 nằm băng cân thì cũng chỉ mặc 1X cho em thôi chị ơi. Mặc 1X cho em thôi tại vì size 1X là từ 50 đến 55 mà. Nếu mà 50 cân thì chỉ mặc 1X thôi nhá chị Lan Anh nhá. 1X em chỉ còn màu này và màu rêu chị ạ. 1X còn màu cam đất và màu rêu nhá. Chị có thể lấy màu rêu hoặc cam đất đều được ạ. Chị có thể lấy rêu và cam đất đều được nhá chị Lan Anh nhá. Đấy. 1X em còn rêu và cam đất nha. Đấy, Lan Anh ơi chị lấy rêu hay cam đất? Hai cái này dành cho từ 50 đến 55 cân. Nếu mà bụng to thì cũng chỉ mặc 1X thôi chị nhá. Còn 2X là em to lắm. 2X của em là từ 50 mấy cân nhỉ? 2X của em là từ 57 cân trở lên cơ chị Lan Anh ạ. Đây là 1X của em còn rêu với cam nhá chị nhá. 1X còn rêu với cam. Một ít còn rêu với cam, Lan Anh có lấy cái nào thì chốt cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em nhá chị yêu nhá. Cái này lông vũ nhẹ, mặc thích lắm các chị ạ. Mặc thích lắm. Mà quan trọng là nó rất là ấm luôn. Nó rất là ấm luôn mà đường trần của nó chắc chắn luôn các chị yêu nhá. Đường trần của nó rất là chắc chắn luôn. Đấy. Ai lấy cái nào thì chốt cho em nhá. Lấy cái nào thì chốt cho em. Hãy nghe cho mẹ mượn điện thoại một phút thôi. Cho mẹ cho con mượn ngay nhanh. Lan Anh còn lấy thì chốt hộ em nhá. Còn hai cái màu này ạ. À. Trên đông dưới hè ạ. À. Trên đông dưới hè. Từ từ để mẹ ấy đã. Đấy còn lại. 50 đến cân đến 65 cân nhá các chị nhá. Cho các chị to to bon chen được nhá. Ôi này là to bon chen được luôn. Chị Đàm Thủy ơi, 420k một cái chị ơi, 420k một cái chị yêu ạ. À. Rêu cam đất và đen nhé, Đàm Thủy nhá.
cái mũ này tháo rời được và nó còn rút được cả dây nữa các chị ạ, nó rút được cả dây luôn. Đây, đi đường các chị thế này xong là nó rất là ấm luôn ấy, che được tai ấm luôn nhá. Thích thì bỏ cái mũ này ra tại vì nó có kéo khóa mà, không thì mình kéo vào không sao cả. Đây màu rêu đây này, màu rêu này đường trần của nó đây các chị này. Đấy, nó là phao lông vũ hàng Quảng Châu loại 1 luôn, nên các chị yên tâm về chất liệu luôn nhá, về chất luôn nhá, riêng chất thì không phải lo luôn. Đấy, nhưng mà nó là hàng trung tuổi các chị ạ, trung tuổi nhá, các bạn trẻ quá thì mặc không hợp đâu. Đấy, form dáng của nó là không bị dài quá mà không ngắn quá, không dài quá mà không ngắn quá nhá. Size 50 cân đến tận 65 cân luôn các tình yêu ơi. Size to em còn cam với đen nhá, riêng size to em còn cam với đen. 50 cân đến 65 cân. Đàm Thủy ơi chị bao nhiêu cân? Đàm Thủy ơi chị bao nhiêu cân ạ? 420k một cái là em nói với chị là quá rẻ luôn, chuyến sau không có giá này luôn đấy. Chuyến sau không giá này luôn, tại vì là hàng bây giờ càng ngày nó càng tăng giá rồi, cứ lạnh một cái là bên đấy họ tự động họ tăng giá luôn. Màu bạn đang mặc số nhỏ nhất. Ok chị Linh ơi, màu em đang mặc số nhỏ nhất nhưng mà chị bao nhiêu cân? Chị bao nhiêu cân? Size nhỏ nhất là size XL nhá chị Linh nhá. Size nhỏ nhất là size XL nhá chị Linh ơi. Màu em đang mặc đây nhưng mà size nhỏ nhất là XL luôn. Phải từ 50 cân trở lên nhá Linh nhá. Thì em chốt cho chị này, Linh Nguyễn này. Không một sáu năm này. 508 5 chị Linh ơi. Em nói thật nhá, nếu mà chị 1m56 mà nặng 48 cân, chị mặc sang kiểu này cho em. Chị mặc sang kiểu này cho em, nó giống hệt cái màu này luôn, mà chất liệu giống hệt nhau luôn, nó chỉ khác cái là form nó bé hơn luôn. Em mặc cho chị cái size 48 cân nhá. Đừng lấy cái này của em phải 50 cân cơ. Đây 48 cân 1m56 chị Linh lấy cái này cho em nhá. Đây cao 1m56 48 cân mặc cái form này sẽ đẹp hơn là rất là nhiều luôn. Cái đấy hơi rộng chị yêu ạ. Cái đấy hơi rộng nhá. Chị mặc cái này đi em lên cho chị form cái đấy. Form dáng nó gọn hơn nhá. Gọn hơn. Đây 48 cân mặc cái này đẹp luôn này chị yêu này. Đấy mặc túi của nó đây nhá. Túi của nó đây. Đấy, nếu ok thì em đổi sang cái này cho chị 48 cân. Nó cũng là màu cam đất, hai màu giống hệt nhau. Hàng Quảng Châu phao lông vũ giống hệt nhau luôn. Nó chỉ khác cái là ở cái túi này thôi chị ơi. Nó khác cái ở cái túi, cái kia là túi chéo và cái này túi sọc xuống như thế này nhá. Nếu lấy thì ok này, với lại khác một cái là form này là form bé hơn nhá. Chị ơi còn kiểu nào màu đỏ đất cho người trung tuổi 60 cân. Kim Anna ơi 60 cân chị hết rồi, chỉ còn màu rêu thôi em nhá. 60 cân chị chỉ còn màu rêu thôi em yêu ơi. Em lấy màu rêu đi, màu rêu đẹp mà Kim Anna ơi. Linh có ok lấy cái sang cái dáng này thì hộ ok hộ em nhá. Chị yêu nhá. Chị Đàm Thủy ơi chị 60 cân á. 60 cân em chỉ còn màu rêu thôi chị ơi. 60 cân còn màu rêu thôi nhá. Cả Kim Anna nữa thì 60 cân lấy màu rêu đẹp lắm. Em giơ màu rêu lên cho mọi người xem nhá. Đây màu rêu đây. Chị Linh còn ở đấy không? Nếu mà đồng ý cái form này thì ok giúp em với. 420k các chị ạ, 420k. Màu em giơ hai cái lên cho chị xem nhá. Màu giống nhau. Ok nha, đúng rồi, chốt cho Linh thì cái này sẽ đẹp hơn, 48 cân đẹp hơn em nói thật luôn. Chị mà mặc cái kia nó bị rộng, hơi rộng đấy. Đây, chốt cho Linh này. Linh Nguyễn này, ok chị nha, em chốt cho chị một cái này rồi. Đây còn một cái size nhỏ này các chị này. 45 cân đến 50 cân này, 45 cân đến 50 cân này. Một cái size nhỏ này luôn nhá. Tình yêu nào lấy thì nó khác nhau cái túi này thôi mà em cũng thích cái túi này này các chị này. Túi rất là sâu luôn. Các chị thấy được túi rất là sâu luôn á. Đấy. Đây nha, đấy. Ok luôn. Chị Đàm Thủy ơi chị lấy màu rêu được không? Em mặc thử màu rêu lên cho chị xem nhá. Kim Anna chị mặc màu rêu lên cho em xem nhá. Màu rêu đây các tình yêu ơi, màu rêu đây này. Cho công là gì? Linh ơi chị nhắn gì đấy? Màu rêu này có size 57 cân đến mẫu trước ai, mẫu trước chị có ấy không? Em sợ chị mặc rộng ấy Linh ơi. Cái trước 45 cân mặc rộng nhá chị nhá. Bên em gọi điện đi để chị xem chị chốt cái nào.
Em gọi điện cho chị luôn nhá. Để chị xem chốt cái nào nhé. Em nói thật cái kiểu này 48 cân mặc rộng đấy. Cái này 48 cân chắc chắn mặc rộng đấy chị yêu nhá. Màu rêu này em còn size cho từ 50 cân đến 60 cân. Chị thích màu em đang mặc đó. Màu em đang mặc thì không còn rồi chị yêu ơi. Màu em đang mặc còn size to lắm. Size 62 đến 65 cân cơ. Hoặc là màu đen được không chị Thủy? Có dáng trẻ hơn, và hôm nay em like cho người trung tuổi nhá chị yêu nhá. Chị bao nhiêu tuổi? Chị lấy cái mà có hình cái đấy thì đẹp hơn chị ạ. Mà đẹp, chị trẻ mặc hơn. Cái này nó vừa luôn. Trẻ đẹp hơn, đừng mặc cái kia. Vâng, thế em lấy cho chị cái mà có hình mà từ đứng đi chị nhá. Cái này chị mặc vừa đẹp hơn đấy. Vâng, chị ơi cho chị địa chỉ em gửi hàng. Dáng trẻ hơn để mai đi bạn ơi. Dáng trẻ hơn thì tối nay hoặc sáng mai tới like nhá. 30 tuổi à, Dung Anh Linh ơi, ba Dung Anh Linh ơi, 30 tuổi thì em thích kiểu gì? Em thích kiểu gì? Chị chỉ có hàng ấy thôi nhá, có hàng dày thôi, hàng dày dáng dài thôi, Dung Anh nhá. 30 tuổi thì em ấn theo dõi like chị đi, 9 giờ sáng mai nhá, 9 giờ sáng mai chị sẽ like like dáng trẻ luôn, like dáng trẻ luôn. Phương để ý cho chị nhá. Cái hai cái phao này này. Hai cái áo dạ này 48 này. Còn tất cả dạ bên dưới là có giá rồi nhé, có giá trên áo rồi. Tất cả những cái phao này, phao bên ngoài này màu hồng là 440k. Còn cái phao này, cái phao này 420. Đấy chỉ có 3 loại đấy thôi. Mai bạn đến em bảo là like cho chị nhé. Buổi sáng like áo phao nhé, buổi chiều like set len này cho chị nhé. Set len này là 220 một set nhé. Đấy. 30 tuổi để sáng mai đi bạn ơi. Sáng mai ấn theo dõi livestream của mình nhá. Mình like dáng trẻ cho mọi người nhá. Bây giờ dành cho các bà, các mẹ, các chị đi, các cô đi. Dành cho người trung tuổi từ 40 tuổi trở lên đi ạ. 40 tuổi trở lên, màu rêu này các tình yêu này. Màu rêu nhá, màu rêu. Đấy. Trần trong trần ngoài, hàng lông cũng cực đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Gọi lại cho chị Hương một lần nữa xem em. Màu rêu đẹp, đẹp này, các chị thấy cái đường trần của nó chưa? Trần đẹp luôn. Đấy. Chị ơi có áo nào lắc lông không? Lên màu đỏ cho mẹ em 50 tuổi xem. Mẹ em 50 tuổi à? Mẹ em bao nhiêu cân? 6-7 cân thì không vừa đâu chị Luyến ơi, 6-7 cân không vừa đâu. Dung Anh ơi, mẹ em 50 tuổi mặc đẹp luôn đấy. Nhưng mà quan trọng là em thích màu. Mẹ em bao nhiêu cân để chị xem mà còn size cho mẹ em không thôi. Size to nhất bao nhiêu cân? Chị Hà ơi, size to nhất 65 cân nhá. Size to nhất là 65 cân. Không có áo lót lông đâu Khánh Ly ơi. Chị không có áo lót lông đâu. Áo này em nói thật với em là nó quá là ấm rồi. Không cần đến áo lót lông luôn. Nó là phao lông vỗ quá là ấm luôn ấy Hà. Linh Anh. Chị ơi em đặt 4 ngày rồi sao không thấy hàng ạ? Trang ơi sao chưa nhận được? À 1m60 nặng 55 cân. Ok Linh Dụng, Linh Anh nha. Chị mặc màu cam đất nha. Trang ơi em ở đâu? Trang ở đâu? Không nghe máy luôn ạ. Màu cam đất này vừa luôn này, Dung Anh này, mẹ em 50 tuổi mặc được nhá. Đây, màu cam đất này. Đấy, em có mua tặng mẹ thì mua thôi. Em có mua tặng mẹ thì mua nhá. 55 cân mặc cái size chị luôn, chị 45 cân mặc đang rất là rộng mẹ này. Chị 45 cân mặc rất rộng. Cái size của chị đang mặc màu cam đất này là dành Đà Lạt à Trang ơi. Đà Lạt, để chị mai chị hỏi lại xem Trang nhá. Có thể là mai ngày kia là em nhận được luôn đấy. Tại vì là chị sợ là chúng thứ chủ nhật ấy họ không phát đấy Trang ơi. Sợ chúng chủ nhật họ không phát. Hai thứ ba thứ tư, hôm nay mới là thứ tư mà Trang. Hôm nay mới là thứ tư, chủ nhật họ không phát đâu em ơi. Không ngắn đợi chút nha Ngọc Mai nhá. Dung Anh, Linh Anh ơi, Linh Anh có thích cái này không? Ok thì chị chốt cho mẹ này.
nó là trần trong trần ngoài chứ nó không lót gì luôn. Nó là trần trong trần ngoài nhưng mà là phao lông vũ siêu nhẹ luôn em nhé. Đây này, cái này riêng các chị, các bà, các mẹ mặc cực thích luôn. Vì nó rất là nhẹ mà nó cực kỳ ấm luôn. Nó rất là nhẹ mà nó còn ấm. Trần như thế này em quay máy giặt không bao giờ bị dồn lông luôn nhá. Áo này là 03 nhá Kimana nhá. Không có đỏ đâu đâu ạ. Áo em đang mặc 420k nhá. Không có đỏ đâu luôn. Đấy. Dung Anh lấy màu này đẹp luôn đấy Dung Anh ạ. Kimana ơi, cái chị đang mặc là 03. Không có màu đỏ tươi luôn, không có màu đỏ tươi, nó là màu cam đất. Chị sợ 50 tuổi là các mẹ không thích mặc màu đỏ tươi luôn đấy. Màu này là đẹp, hoặc là em lấy màu rêu đi. Em lấy màu rêu cho mẹ đi. Đấy, màu rêu này có sai luôn. Không thì em lấy màu rêu cho mẹ này đấy. Đấy, màu rêu này, đường trần của nó như thế này cho anh nhé. Trần trong trần ngoài bao đẹp luôn nhé. Đấy, đẹp lắm. Thấy chưa, đấy, đường trần của nó đây nhá. Chị còn rêu và cam đất sai của mẹ em luôn. Đỏ tươi thì không có cao đỏ tươi đâu, mà đỏ tươi các bạn trẻ còn không thích ý. Mã 03 65 cân. À 60 cân. Kimana ơi, 03 60 cân, chị còn màu rêu thôi em yêu nhá. Chị chỉ còn màu rêu thôi. Nếu là lấy thì ok, có phao ngắn nhá, chị Đoàn Thu Hằng nhá. Kimana Anna chỉ còn màu rêu thôi, em có lấy không thì ok chị này. 60 cân còn màu rêu nhá em yêu nhá. 60 ký còn màu rêu thôi các chị ơi. Nguyễn Tham gì kìa. Hình như Nguyễn Tham hôm nay mình đơn. Em tìm lại cái chỗ chuyển hóa cho chị xem. Nghe quen hết à. Màu rêu có 60 cân nhá. Kimana có lấy thì ok hộ chị nào. 60 ký còn màu rêu nhá các chị ơi. Em dơ màu rêu lên cho các chị xem này. 60 ký còn màu rêu, dơ màu rêu lên nha. Đây, màu rêu đây ạ. Màu rêu đây nhá. Trời ơi, em chị thề với em luôn. Ok, thế thôi em nhá. Chị thề với em luôn là không lạnh luôn. Cái này nhá, mặc cực kỳ ấm. Tại vì nó là hàng phao lông vũ mà hàng siêu nhẹ. Không có cái nào ấm hơn cái phao này luôn em ạ. Không có cái nào ấm hơn cái kiểu này đâu. 65 cân có nhá. Ok, em đợi lần sau nhá. 65 cân em có màu đen nhá, chị yêu nhá. 65 cân chỉ có màu đen thôi, chị có màu đen mà Kim Thành. 65 cân còn màu đen nhá, chị gì nhỉ? Chị Luyến ơi, 65 cân còn màu đen thôi ạ. À, có áo nam màu đen không á? Không có đâu bạn ơi. Không có áo nam đâu. Chị Luyến ơi, 65 cân chị có thích màu đen không? Thì em chốt cho chị nào một cái màu đen nào. Màu đen đẹp mà, em thấy các chị hay mặc màu đen ấy nên đẹp lắm. Màu đen của nó đây. Màu đen như thế này nhá. Em ơi, màu đen thì không có size của mẹ em đâu. Màu đen chị không còn size của mẹ em luôn ấy. Đấy, màu đen đây. Size 50 cân á, chị chỉ còn màu cam đất và màu rêu thôi nhá, Linh Anh nhá. Phao ngắn chị bao nhiêu cân để em xem còn size không? Em chỉ còn size cho các chị tầm từ 57 đến 60 cân thôi nhá, Đoàn Thu Hằng nhá, 57 đến 65 cân. Riêng phao dáng ngắn không còn size bé đâu chị yêu ạ. Thánh Linh như là chốt chưa nhỉ? Có chốt rồi. Chỉ còn hai cái kia thôi đúng không? Đấy. Linh Anh có thích màu nào thì chị chốt cho, chị còn rêu với lại cam đất là size của mẹ em thôi nhá. 1m65 nặng 60 cân. Sao chị tưởng là 50 cân? Chị tưởng em trên bảo là 1m60 nặng 50 cân mà. Dung Linh Anh này này, lúc em bảo 1m60 nặng 55 cân ấy. Có phải không? Hay bây giờ lại là 1m65 nặng 60 cân? Em phải cho chuẩn cân nặng cho chị thì chị mới chốt chuẩn sai nhá. Bên trên em comment là 1m60 nặng 55 cân. 55 cân Đoàn Thu Hằng á? Có 55 cân hết một ít rồi. À hai mẹ ạ. Hai mẹ 60 cân chỉ còn màu rêu. 60 cân còn màu rêu. Còn 55 cân thì có rêu với cam đất. Đấy, tùy em chọn nhá.
Chị Thu Hằng ơi, 55 cân không vừa đâu nha. Em chỉ có 2X này, 2X này. 57 cân đến 60 cân nhá. 2X là 57 cân đến 60 cân. Hết 1X luôn. Hết 1X luôn nha chị nha. Mua tặng hai mẹ hai cái màu gel đi tình yêu. Mua tặng hai mẹ hai cái màu gel giống nhau đi. Cho hai mẹ mặc giống nhau khỏi đấy. Đồng phục luôn. Cái này, màu gel này chị vừa có size 55 cân, vừa có size 60 cân luôn nhá. Chị lên màu gel đây này. Lên màu gel, chị thề với em nếu mà 50 tuổi em tặng mẹ màu gel là đẹp luôn, màu gel cũng trẻ lắm. 1m57 49 cân á, có một cái màu cam nhá, đợi em nhá. Huyền Hà nhá. 1m57 49 cân em còn một cái màu cam chị mặc vừa. Dáng đẹp luôn, 49 cân đấy. Để em lên màu gel cho bạn này xem nhá. Mà màu gel 50 cân chỉ còn đúng một cái luôn. Huyền Hà đợi em 1 phút nhá. Đợi em 1 phút thôi, đi nhanh này. Màu gel này em thấy đẹp chưa? Cái màu gel đây nhá. Em đừng có lo cái này là nó bị lạnh. Cái này rất là ấm luôn. Không có 73 cân đâu Lan đây ơi. Cái này nó rất là ấm luôn vì nó là phao lông vũ mà. Hàng siêu nhẹ, nó giữ nhiệt tốt lắm em ơi. Mà mặc cái gì mà nó cộm lên cho các bà các mẹ không thích đâu. Mặc thứ nhất nó phải thoải mái em ạ. Thoải mái thì các mẹ cứ vào mới thích. Mà thoải mái thì có siêu nhẹ và lông vũ là thoải mái thôi. Chứ phao béo không thoải mái đâu nha. Phao béo chỉ dành cho trẻ thôi. Đây, rêu đây chị yêu ơi, rêu đây. Áo này tầm tuổi bao nhiêu vậy? Chị yêu ơi, áo này của em phải tầm 40 tuổi trở lên nhá. 40 tuổi trở lên nhá, Kim Anh Tố Uyên nhá. Kim Anh Tố Uyên nhá. Huyền Hà đợi em 1 phút nhá. Để cho Linh Anh xem có thích cái này không. Để chị mặc cái 49 cân cho chị Huyền Hà nào. 57 cân, 1m59 mặc 2X nha Ngọc Khoa nha. 2X em còn màu rêu nha tình yêu nhá. 57 cân, 1m59 mặc 2X cho em. Màu rêu. Đấy. Ai thích màu nào thì chốt nha. Để em thử cái 49 cân cho chị Huyền nhá. Bốn chín cân này còn một cái luôn này chị Huyền này, còn một cái size 46 cân đến 50 cân. Đây chị mặc màu cam đất cho em nhá, màu cam đất còn duy nhất một cái luôn, còn duy nhất một cái màu cam đất này nhá. Huyền Hà còn ở đấy không? Đằng đây túi của nó đây này, túi của nó đằng sau có in hình như thế này nhá chị nhá, đằng sau có in hình như thế này nhá. Con này bé nhá, con này bé hơn mà mấy con kia to lắm. Thanh Cúc ơi, cái em vừa mặc là có đen, rêu và cam nhé. Nhưng mà tùy từng size nó còn màu nhé, chứ không phải còn đủ màu đâu. Hôm nay không có dạ đâu chị yêu ơi, hôm nay không có dạ đâu. Có nghĩa là 30 tuổi không em? 30 tuổi có, đợi ngày mai nha, đợi ngày mai chị liver áo 30 tuổi nha, Kim Oanh nhá. Ngày mai nhá. Đây màu cam đất này chị Hà Huyền có thích không nào? Hà Huyền có thích không thì em chốt cam đất cho chị nhá. Trang Trang ơi, 58 cân vừa ba cái màu kia nhá. À 58 cân còn rêu. 58 cân còn rêu và đen nhá chị Trang Trang nhá. Màu cam đất ở ngoài nhìn em sợ nó tối không nổi lắm. Em lấy màu rêu đi, em lấy màu rêu đi. Em lấy cho hai mẹ cái màu rêu đi em ơi. Màu cam đất ở ngoài nó cũng hơi trầm hơn nhá, nó hơi trầm hơn luôn. Nếu mà Dung Anh Linh ấy, chị khuyên em thật, em lấy hai cái màu rêu cho hai mẹ ấy, là đẹp luôn. Bao đẹp luôn. Em có màu này và màu tím cẩm thôi chị ơi. Form này chỉ còn màu này và màu tím cẩm thôi. Đây, có hai màu như thế này thôi chị nhá. Hai màu như thế này. Form 47 cân, hàng trắng dài. Đấy. Cái form này nó gọn hơn, dành cho các chị bé bé dưới 50 cân chị yêu ạ. Còn cái form kia to lắm phải 50 cân trở lên cơ. Đây này. Màu tím cẩm này và màu rêu này. Chị thấy chưa? Em 45 cân em mặc đây, chị 49 cân mặc chắc chắn đẹp. Chị 49 cân mặc lên chắc chắn đẹp luôn chị yêu nhá. Cái túi của nó rất là thích luôn đấy chị Huyền ạ. Túi của nó thích lắm này. Cái này có bo tay nhá. Em ơi cái tím này thì nó là tím đậm đậm đấy, tím cẩm. Nó giống trên liver luôn, giống á. Nó giống như trên này luôn này. Đây để chị hỏi xem là các bạn xem là giống không thì khác, tại vì tùy. Ngoài cái gì? Ngoài trầm hơn một chút thôi nhá. Em xem màu rêu 53 cân. Ánh sáng chị tối quá.
Ánh sáng của nhà chị còn tối á. Trời ơi sáng như thế này mà em. Màu rêu 53 cân đây tình yêu ơi. Màu rêu 53 cân còn đúng một cái luôn nhá nhóc con nhá. Trời ơi em ơi cái đấy không có size 55, 56 cân đâu. Cái đấy size bé lắm. À 1m60, 55 cân mặc vừa. 1m60, 55 cân mặc vừa. Đây này màu rêu này này. Nhóc con ơi. Nhóc con ơi màu rêu nhá. Màu rêu 53 cân còn duy nhất một cái luôn này. Chị yêu nào đặt màu nào thì chốt hộ em luôn nhá. Là để em đi nghỉ đây, nghỉ ăn cơm luôn. Đây, màu rêu và màu cam đất nhá. Hai màu luôn nhá. Đây màu tím cẩm đây này em này. Chị mặc tím cẩm lên cho em xem nhá. 55 cân 1m6 vừa luôn, vừa. Ừ. 45 cân áo chị đang mặc, em mặc như chị mặc luôn. Còn răng thánh không bắn XL không? Không. Hai XL. Không lấy một cái. À. Cái hạ trường này. Lấy ra. Cho mẹ nó. Mẹ nó biến. Hôm nay nó để nó. Không, nó bỏ nó đi cho mẹ nó cái răng ngắn nhưng mà cái số giá thôi. Đây là hết rồi. Áo chị đây, đang mặc đây, 45 cân đây. Mặc size 45 cân đây. Chị đúng 45 cân, 1m53 đây. Mẹ em mà 55 cân ấy anh Linh Anh ạ, mẹ em 55 cân thì em phải mặc cái size 2X cho chị nhá. 2X là vừa, mẹ ăn vừa. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 8. Chiều nay là 3 cái. Trước được là 6 cái. 6 cái với 3 cái kia chứ, 2 cái kia đúng không? Em ơi ship 30k nhá. Ship COD toàn quốc là 30k nhá. Cho chị miếng hồng. 420k chị Thu Hương ơi. 420k nhá chị yêu nhá. Không có size S đâu chị Yến ơi. Vừa đặt xong á. Hồ thơ là hình như hôm qua rồi đúng không? Chị bảo vừa đặt xong. Vừa đặt xong á, hôm qua. Chị vừa đặt trên live stream. Vừa xong chiều nay á, hôm qua. Màu tím cẩm em nhá, màu tím cẩm luôn. Sao vậy? Chị đặt làm quà nhưng người ta không. Cái đấy là size gì ấy? Cái này ít rồi. Không có dạng ngắn đâu chị yêu ơi. Có màu này và màu cam đất thôi nhá. Có màu tím cẩm và màu cam đất thôi nhá. Các tình yêu nhá. Hai màu đây ạ. Tím cẩm và cam đất luôn, hai màu luôn nhá. Anh Linh có chốt thế nào không, Linh Anh ơi? Linh Anh có chốt được cái nào cho mẹ không? Tặng mẹ 20 tháng 10 đi em, đây này, hai màu nhá. Có cái gì mà cần. Con đi tắm đi. Dưới mùa hè. Đưa mẹ, đưa mẹ. Bị đá nhập quẩn. Ô chị bêu cảnh kiện. Đi thay đấy, đi thay. Ô cái sạc điện thoại của chị đây này. Ở dưới đấy, chả gì cho chị. Đi thay quần áo đi. Con, không lạnh lạnh. Đi ra tí, rửa ra vào rửa, ra rửa. Em lấy cam đất à? Cam đất dáng này hay dáng kia em? 02 03. Sao cậu chị vậy? Linh Anh ơi, cam đất 02 03. Cam đất giá này nhá. Cam đất cái này nhá Linh Anh nhá. Chị chỉ có cam đất này thôi nhá. Mẹ em 55 cân nhá. Linh Anh nhá, chị chốt cam đất cái này cho em nhá. Ok cho chị đi để chị chốt nào.
Nhưng anh lấy thì chị chốt cam đất này, ok luôn này. 1m655 cân mặc 1x đẹp luôn. Ừ nhưng mà em lấy cam đất dáng này nhá. Em lấy cam đất dáng này thì có mới có 55 cân, cam đất dáng kia hết rồi. Đây chị mặc lại cái cam đất này cho em, ok thì ok của chị nhá. Đây cam đất này này. Đấy, chị lấy cam đất này cho em nhá. Cam đất này hết thảy. Không còn. Cái đấy chị không còn đâu, cái đấy chỉ còn 1x thôi. Cái đấy chỉ còn 1x thôi, 1x mà dành cho tầm 50 cân đổ lại thôi, 55 cân không vừa. Cái này 55 cân mới vừa này em này. Cái dáng này 55 cân vừa này. Dáng này cũng đẹp này. Mẹ em mặc vừa thì nó đẹp lắm. Chị mặc thì rộng mà. Cắt cho một tí. Đấy nếu mà ok thì chị chốt nhá. Ok chị chốt cho anh Minh nhá. Ok không, cam đất cái này chị cũng còn có 2-3 cái thôi. Quay sau à, ok, trời ơi, áo đẹp lắm, không phải lo đâu. Đây. Chị mặc rộng nó bị thế thôi nhá. Chết rồi em ơi. Chút sạc đây, cái này còn 2%. Em có cam này, xanh rêu và đen nhá. Ít phượng nhá, có 3 màu luôn. Cam, xanh rêu và đen. Các chị yêu thích màu nào chỉ cần chốt màu của số điện thoại cho em thôi. Phương ơi. Dạ. Cái thẻ của thằng Tiến là ngân hàng gì? Nông nghiệp. Nông nghiệp. Ngân hàng nông nghiệp. Nghe thấy chưa? Cái tím kia màu tối quá không chị? Không tối quá đâu em ơi, 50 tuổi mặc được mà em. Tím thẩm mà. Em có chốt thì ok hộ chị nhá. Ngân hàng nông nghiệp. Em ơi em cao 1m58 nặng 56 cân mặc cái chị đang mặc luôn. Trần Mỹ Phượng nhá, mặc cái chị đang mặc luôn. Có phao ngắn thôi nhưng mà dành cho trung tuổi nhá các chị ơi. Cái này chị có cả màu rêu đấy nhá Phượng nhá. Cả màu rêu đấy. Nó màu đen đẹp không thật. Đen này. Linh Anh chốt cái nào thì hộ, chốt hộ chị đi em yêu ơi. Chốt cái nào chốt hộ chị đi để chị nghỉ đây mọi người ơi. Tối đi hẹn mọi người một buổi tối đi. Cái kia có địa chỉ hết rồi, Phương đem ra ngoài tối mẹ chị đóng còn tối để đây để chị. Tối hôm nay lấy và mai đi lấy. Không còn, không còn. Cái lô đấy không còn luôn, chị còn sót lại đúng 4-5 cái thôi. Cái đấy không còn luôn nhá. Có màu rêu đấy em ơi. Cái kia có địa chỉ hết rồi. Em thích phong ngắn này, phong ngắn thì không có đâu. Có màu rêu đấy nhá. Cái này có màu rêu đấy nhá, Mai Liêm nhá. Đấy, 6 giờ, tối rồi tối. Thằng Khánh. Vẽ là được chưa? Ai chốt thì chốt là để tớ nghỉ đây. Nghỉ đây cả nhà ơi. Hẹn các chị 8 giờ tối nay nhá. Hẹn các chị 8 giờ tối nay nhá. Khánh đi tắm đi con. Bye bye cả nhà nhá. Các chị ơi 8 giờ tối nay nhá, mình gặp lại nhau nhá. Các chị ăn cơm sớm sớm đi rồi vào hóng em nhá. Em kết thúc live đây.